Rồi, bắt đầu nha. Tức là buổi hôm nay tôi sẽ có một cái buổi nó phụ đạo thêm thôi, phụ đạo thêm về riêng cái phần SQL nhé. Trong cái phần kiến thức cơ sở dữ liệu của tin sẽ khoa tin 11, một cái nội tri thức. Các bạn nghe rõ nhé. Thì các bạn thấy rằng các bạn đã biết rằng trong cái cuốn sách tin 11 của chúng ta đấy, theo chương trình của bộ đấy, thì cái phần kiến thức về cơ sở dữ liệu của chúng ta nó chính là cái phần mà được trong chương trình cũ ngày xưa đấy, là lớp 12, là toàn bộ lớp 12 ngày xưa là học về cơ sở dữ liệu đấy. Thì bây giờ cái kiến thức đó chuyển sang trong chương trình mới là nằm trong cái lớp 11 đấy. Bây chúng ta cùng xem một chút toàn bộ cái này cho thầy cô nhìn rõ nhé. Toàn bộ cái phần mà liên quan đến cơ sở dữ liệu trong sách giáo khoa mới nó là cái gì. Chúng ta quan sát cái chương trình của bộ đã. Cái phần đề cương của trong chương trình 2018 của bộ môn tin học ấy. Đây, tôi cho các thầy cô xem nhé. Cái chương trình của tôi in ra đây là chính đây là cái phần mà cái đề cương cái phần kiến thức cơ sở dữ liệu trong chương trình tin học 2018. Đấy. Thì các bạn thấy toàn bộ đây là toàn bộ cái phần kiến thức mà các cô chú ý, đây mới là cái phần gọi là cái phần gọi là, đây mới là cái phần được gọi là chương trình, là phần là pháp lệnh nhé. Còn sách giáo khoa mà chúng ta quan mà chúng ta đọc ấy là cái phần thể hiện của cái pháp lệnh này, mà sách giáo khoa thì nó không phải là pháp lệnh đấy. Bây giờ chương trình mới chúng ta là một chương trình mà có nhiều sách giáo khoa chỉ là tham khảo. Giáo viên có thể dùng sách giáo khoa này, dùng sách giáo khoa kia, hoặc có thể không dùng sách giáo khoa vẫn được, nhưng mà phải dạy theo cái đề cương của bộ để chúng ta chú ý nhé. Thì tôi cho cô quan sát một chút để cho thấy cái chắc ít cũng ít thầy cô nào mà xem cái đề cương này lắm. Thật ra các tác giả sách giáo khoa là phải xem kỹ cái đề cương này, từ đề cương này mới thể hiện ra trong sách giáo khoa của mình. Đó. Thì trước tiên tôi thấy nhé, toàn bộ cái phần cơ sở hiệu này nằm trong cái chủ đề F. Đấy. Chủ đề F là chủ đề là giải quyết vấn đề với trợ giúp của máy tính. Đấy, thì chúng ta quan sát một chút cái chủ đề F này nó nằm ở đâu ở trong cái toàn bộ cái trong cái chương trình chung môn tin học nhé. Đây. Thì cái chương trình môn tin học của chúng ta thì các bậc kiến thức tức được chia làm nó chia làm 8 chủ đề. 1 2 3 4 5 7 7 chủ đề. 1 2 3 4 5 6 7 là A B C D E F G. Đấy. Thì cái chương trình chính của bộ là nó chương trình tin học của chúng ta nó dựa trên 7 cái chủ đề này và nó xoáy chỗ đốc lẫn nhau. Năm nào cũng học mà ít chủ đề A, một ít chủ đề B, một ít chủ đề C, chủ đề D E và F và G, và nó cứ xoáy chỗ đốc lên suốt từ lớp 3 đến lớp 12. Thầy cô chú ý nhé. Thì như vậy là mỗi một chủ đề nó có một cái ý nghĩa riêng. Như vậy tức 7 chủ đề một là máy tính và xã hội trí thức này, chủ đề 2 là mạng máy tính và internet này, chủ đề 3 là tổ chức lưu trữ tìm kiếm và trao đổi thông tin này, chủ đề D là đạo đức pháp luật này, chủ đề E là ứng dụng tin học. Chủ đề E là riêng, chủ đề E là rất đặc biệt, là nó là ứng dụng tin học cụ thể, chính là cái phần gọi là phần ICT đấy, ứng dụng các cái dùng dùng các phần mềm cụ thể, soạn thảo văn bản hay làm Word Excel hay là vẽ hay là mà làm phim là chỉnh sửa ảnh, thì nó chính là chủ đề E. Còn cái chủ đề F là rất quan trọng nhé, mà tôi màu đỏ đấy. Cái chủ đề F là cái chủ đề là giải quyết vấn đề với trợ giúp của máy tính. Thì cái chủ đề này nghe tên này thì mọi người có thể không hiểu lắm, nhưng bản chất của chủ đề F này chúng ta hình dung nó chính là nôm na nó làm cái nó là cái phần gọi là phần lập trình đấy, chúng ta hiểu nôm na. Đây là cái chủ đề F chính là cái phần là nôm na là những cái gì mà liên quan đến lập trình hoặc gần với lập trình thì nó nằm trong chủ đề F. Tất cả những phần lập trình Python mà chúng ta đã học vào lớp 10 nhé. Lớp 11 là toàn bộ cái phần mà phần phần CS của lớp 11 là nằm trong chủ đề F. Phần toàn bộ phần cơ sở dữ liệu cũng nằm trong chủ đề F luôn. Đấy, cái chuyện những cái chủ đề F của kia là phần rất lớn nhé. Nhưng đây nó không họ dùng cái từ này thì họ tránh người ta không muốn dùng cái từ lập trình ở đây, nghe nó hơi khó, nghe nó hơi khó quá, nên người ta dùng từ tránh đi, tức là giải quyết vấn đề với trợ giúp của máy tính, nhưng bản chất nó là gần với lập trình hơn cả. Đó cho nên là trong cái chương trình này nhé, đó, như vậy toàn bộ cái phần cơ sở dữ liệu
của lớp 11 là nằm trong trọn vẹn nằm trong cái mảng cái chủ đề kiến thức là giải quyết vấn đề nhé, chủ đề F nó gần rất gần với lập trình và thời gian nó cũng gần với CS đấy. Thì bây giờ các thầy cô chú ý nhé, như vậy là toàn bộ cái chương trình này của chúng ta như sau nhé, nó gồm có là ba cái gọi là ba cái chủ đề, ba cái phần, ba cái chương. Thì cái chương 1 đây ở trên đầu trên này, phần 1 cái chuỗi hai chủ đề 1 là 14 tiết, nó là giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu. Thế đây là đúng là đây chính là phần lý thuyết, đây là phần lý thuyết của cái phần đó, mà cái phần này, cái phần lý thuyết này tương ứng cái chủ đề 4 của sách giáo khoa 11 hiện nay trong sách giáo khoa tiên cơ trí thức ấy, là nó là cái phần là phần kiến thức chung. Phần kiến thức này thì cả hai định hướng CS và ICT đều học hết nhé. Nó chính cái phần này này, cái phần trên này nó chính là cái phần kiến thức chung nhé, là 14 tiết nhé. Trong 14 tiết này là nó các thầy cô mình đọc kỹ như này, đọc kỹ nên mà đọc cho đọc toàn bộ cái phần này nhé, thì không thể có một cái từ nào nói về cái từ là SQLS, không hề có luôn nhé. Như vậy là trong chương trình này không hề có một cái từ nào mà có cái không có một cái câu nào có cái chứa cái từ là SQL, không có. Tuy nhiên nhưng mà chúng ta phải rất cần SQL để tôi nói sau nhé. Như vậy là cái phần này này, cái phần phần thứ nhất này là 14 tiết là phần là ứng với là phần lý thuyết và nằm trong cái phần kiến thức chung của sách giáo khoa tiết 11 và cả hai định hướng được học. Còn cái phần sau hai cái chủ đề sau này là 18 tiết nhé, rất lớn nhé. Thì hai chủ đề sau này là nôm na là thực hành và khai thác cơ sở dữ liệu. Đấy, thì cái phần này nôm na là cái phần thực hành trên một cơ sở dữ liệu trên những quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể, một bài toán quản lý cụ thể, nó mang là phần thực hành. Và cái phần này thì người ta lại đưa vào cái mảng là cái định hướng là ICT đó các thầy cô. Cái chỗ này cũng hơi không hiểu sao lại xếp vào ICT, chứ phần này thì được cũng cứ xếp có như vậy nhé. Như vậy cái phần này mặc dù nó là ICT nhưng mà nó không phải là ứng dụng tin học như là mọi người vẫn hiểu bình thường, mà nó là cái phần là lập trình. Lập trình SQL hay lập trình thiết lập cơ sở dữ liệu, lập trình để quản lý cơ sở dữ liệu. Còn cái phần trên này là cái phần lý thuyết nhé. Như vậy ở trong cái phần 18 tiết này thì lại chia làm có để trong người ta chia làm hai phần rất rõ rệt, một phần là 8 tiết và phần là 10 tiết cho nôm na như vậy. Thì cái phần 8 tiết là thực hành những cái lệnh mà dùng để tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, cập nhật dữ liệu, thay đổi dữ liệu. Và 10 tiết thứ sau là thực hành những các cái lệnh liên quan đến khai thác cơ sở dữ liệu. Đó, như vậy người ta chia làm hai phần rất là rõ ràng nhé. Rồi, thế thì trong nếu mà trong chương trình này nếu mà các giáo viên ấy, nếu mà tác giả mà lại chọn cái phần mềm Access chẳng hạn để dùng làm minh họa cho cái phần cơ sở dữ liệu ấy, thì thậm chí là không cần dùng một chút nào đến cái SQL, không dùng một tí nào. Vì Access là cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chúng ta có thể thao tác như là trên máy tính ấy. Chúng ta tạo form, tạo bảng, tất cả mọi thao tác trên máy tính hết và có thể là quên hẳn đi cái khái niệm là SQL đó nhé. Tuy nhiên thì cuốn sách của chúng tôi ấy, của bên nhóm các nhà kênh chính thức ấy, thì lại lựa chọn cái cơ sở dữ liệu, cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong phần 2 này, lựa chọn cái gọi là MySQL. Mà MySQL là cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu client server. Và khi mà đã chọn MySQL thì nó là hệ quản trị cơ sở dữ liệu đúng, là thực sự thật đúng nghĩa client server. Và từ client mà kết nối vào server đó đều bắt buộc phải dùng là gì, dùng là ngôn ngữ cấu trúc truy vấn cấu trúc là SQL hết. Cho nên khi mà chúng ta thực hành cái phần này, phần mà 18 tiết thực hành này thì bắt buộc phải sử dụng SQL. Đã nhắc lại nhé. Như vậy cái SQL là một cái phần kiến thức mà nó không phải là trực tiếp nằm ngay trong cái đề cương, nhưng nếu mà các tác giả mà đã dùng đến cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu không phải là Access thì hầu như là bắt buộc phải dùng SQL hết. Thì các thầy cô chú ý nhé. Đây là một chỗ rất quan trọng cho cần chú ý. Tiếp theo một câu hỏi nữa này, khi mà chúng ta các thầy cô theo cái bộ sách của chúng tôi nhé, thì trong cái sách mà cái phần mà cơ sở liệu này thì không phải là tôi không viết, mà cái phần là thầy Nguyễn Nam Hải là người chủ trì cái việc viết này. Thì khi mà chọn MySQL thì là mọi người đều thấy là rất rất đúng rồi, không nên chọn Access là cái phần mềm nó cũ rồi,
nó là phần mềm mà nó là cái phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên một máy tính thôi, nó không phải client server và nó không chuẩn lắm. So với khi nó nhắc đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì người ta ít nói đến Access, mà bây giờ người ta nói đến các hệ quản trị mà điển hình khác, ví dụ như MySQL là lựa chọn rất là chính xác. Đấy. Nhưng mà khi nói đến MySQL, MySQL là server ấy, thì bắt buộc phải dùng SQL để ta kết nối vào với cơ sở dữ liệu. Thế thì là trong cái nhóm tác giả chúng tôi thì là bàn với nhau là sợ mọi người vì sợ các giáo viên là không quen với SQL, cho nên là vào khi mà bập vào cái chỗ này thì sẽ cảm thấy khó. Dùng SQL nó giống như là lập trình vậy. Đấy. Cho nên là thầy Nguyễn Đạo Hải đã đưa ra một phương án là trung hòa, tức là dùng cái phần mềm client là Hadoop SQL. Thì Hadoop SQL là phần mềm như này, nó là phần mềm client, nhưng mà nó có thể vừa hỗ trợ kết nối bằng SQL, nó vừa hỗ trợ kết nối là tạo các cái form, các cái bảng thao tác như ở trên Access, để đỡ cho giáo viên là trong quá trình chúng ta đỡ phải học sâu hơn về SQL. Đó, thì đó là cái phần mà chúng ta đang học trong sách giáo khoa nhé. Đó, nhưng mà tôi thì vì sao tôi lại có cái buổi phụ đạo hôm nay là vì tôi nghĩ rằng là giáo viên chúng ta dù thế nào ấy nữa thì vẫn không thể tránh được cái SQL, vẫn phải biết nó. Đấy, mặc dù là trong cái phần mà phần chính sách giáo khoa mà phần thì có thể Nguyễn Nam Hải viết nhé, thì cái phần trên này chỉ có làm là 2 tiết nhắc đến SQL, phần sau này thì hầu hết là các thao tác trên form hết, nhưng mà cũng có nhắc đến SQL như là một phần nó là coi như là mặc định là công nhận, chứ không các thầy cô nhìn lại toàn bộ cái phần cái chương trình sách giáo khoa này không có chỗ nào giảng dạy lại bài bản về cái SQL hết. Cho nên tôi nghĩ là tôi cần có một cái buổi này để giới thiệu thêm các thầy cô, được coi như là một cái mở rộng thêm so với cái phần sách giáo khoa của chúng ta. Và tôi sẽ tập trung nói chỉ riêng cái phần SQL thôi nhé. Mà thực sự SQL nó là quan trọng thực sự. Nó là cái ngôn ngữ mà để làm việc với cái mô hình cơ sở dữ liệu hiện đại. Đấy. Tất cả các phần mềm, tất cả các cái mà sau này các như học sinh làm học hướng này, sau này dù có làm gì làm nữa thì cái lõi của nó vẫn phải học chính là SQL. Đấy. Nó quan trọng là vì thế nhé. Thì đây tôi xin nói sơ qua một vài cái ý mà sơ qua thôi. Đó, thì với cái trình như thế này thì sách giáo khoa đã biên ra thành hai phần, một là chủ đề 4 nằm trong phần chung, chủ đề 4 này là tương đương với cái phần 14 tiết này. Đấy. Và phần thứ hai là chủ đề 6 của sách giáo khoa, chủ đề 6 này là tương đương với cái phần thứ hai này. Đấy, để có thấy 18 tiết này, như vậy là cái sách giáo khoa viết là hoàn toàn theo đúng chương trình của bộ nhé. Đó, cái phần chủ đề 4 thì cũng có những bài như thế này. Đấy, bài như thế này thì các thầy cô đây là những phần mà các bác buộc phải đưa vào thôi nhé. Bài 1 là nói về ý nghĩa của việc khai thác thông tin phục vụ quản lý. Bài 11 là nói về cái mô hình, về định nghĩa và mô hình của cơ sở dữ liệu. Bài 12 nói về hệ quản trị cơ sở dữ liệu là cái gì và hệ cơ sở dữ liệu là cái gì. Bài 13 là nói riêng về cơ sở dữ liệu quan hệ, cái phần này cũng là quan trọng. Bài 14 là nhắc đến là khái niệm là SQL, ngôn ngữ lập trình có cấu trúc. Thì bài này trong sách giáo khoa viết là thực hành, nhưng mà các thầy cô, một số thầy cô bảo dạy thứ nhất cũng được, giới thiệu ngữ lập trình. Như vậy cái phần SQL chỉ có đúng cái bài này là bài nhắc đến, có 2 tiết thì các thầy cô thấy nó rất là ít, nó chỉ là giới thiệu rất là sơ lược, không thậm chí không có cái phần nào sâu hơn về cái này, rất ít, không có ít. Bài 15 là bảo mật nhé, an toàn hệ cơ sở dữ liệu. Như vậy là đây là toàn bộ phần lý thuyết là 14 tiết ở tương ứng cái phần chung. Còn sang những cái bài, những cái phần thực hành là 18 tiết. Đấy, thì cái phần này thì lại thì sách giáo khoa thì thầy Nguyễn Nam Hải là tập trung vào giới thiệu cái khai thác trên một cái phần mềm client là Hadoop SQL đó và kết nối vào với cái MySQL này. Đấy, thì và các thầy cô thấy là xem có sách giáo khoa nhé, thì toàn bộ những cái phần ở đây, những cái phần bài học đây đều là trình bày trên cái hệ Hadoop SQL hết, và thao tác như là thao trên như trên phần mềm ấy, và cũng vì do là cũng cho nên là ít nói đến cái bản chất của SQL. Đấy. Như vậy là còn là một cái mô hình mà nhắc qua đến SQL thôi, nhưng mà đa số có thao tác trên form hết. Như vậy là đây là một cách trình bày của sách giáo khoa thôi. Đấy, thì mà cái phần này, toàn bộ cái phần 18 tiết này này là theo tôi mà nếu mà bình thường ra là có thể dạy hoàn toàn trên SQL được hết.
có thể bỏ qua tất cả những cái hay đi bỏ qua tất cả những cái thao tác trên form, trên bảng, và tất cả các lệnh là tạo làm việc với bảng, thiết lập bảng, đúng không, tạo cơ sở dữ liệu, xóa cơ sở dữ liệu, tạo bảng, xóa bảng, cập nhật dữ liệu, cập nhật nhập dữ liệu, thay đổi dữ liệu, rồi các lệnh truy vấn, tính toán, vân vân, thì tất cả đều có thể làm việc trên SQL hết. Và hôm nay cái phần mà tôi định phụ đạo với cô, tôi sẽ nói lại, tôi sẽ giới thiệu lại toàn bộ tất cả những cái này. Đấy, tất cả những phần này, nhưng mà không giới thiệu trên cái mô hình, trên cái mô hình mà thao tác trên form giống như là sách giáo khoa, mà tôi sẽ trình bày trên nền gì, trên nền là SQL. Để cô chú ý nhé, vì theo tôi cái phần đó là phần nó quan trọng. Đấy, như vậy là để tôi nói, để tôi nói thế để cho các thầy cô hình dung thôi, là vì sao tôi có cái buổi hôm nay và mục đích của tôi là cái gì nhé. Mục đích của tôi không phải là nhắc lại, không phải là nhắc lại cái phần có trong sách giáo khoa mà chúng ta đã biết, vì tất cả những phần đó thầy Hải đã dạy rất kỹ trên lớp, trên cái buổi tập huấn rồi, mà tôi nói thêm cái phần mà riêng cái phần SQL. Đây là cái phần slide của tôi chuyển nó nhanh, không có gì nhé. Phần chủ đề 4 đây, phần này là cái phần cái thực hành, chúng ta bỏ qua hết những cái này nhé. Chúng ta bỏ qua hết những cái này. Đấy, đây là cái phần mà tôi chỉ viết ra, là tôi chỉ mạch đầu dòng lại những phần có trong sách giáo khoa thôi, không có gì là mới nhé. Đó. Phần này tôi cũng đấy, đây phần SQL đây nhé. SQL là ngôn ngữ có cấu trúc này, được phát triển bởi IBM vào những năm 70 và được ISO chấp nhận thành chuẩn vào năm 1987. Như vậy SQL là chính là cái ngôn ngữ làm việc và giao tiếp chuẩn với cơ sở dữ liệu quan hệ nhé. Và như vậy đây là cái ngôn ngữ chuẩn, nó không phải ngôn ngữ lập trình, nhưng mà nó giống lập trình nhé. Chúng ta hình dung là nó giống, có thể hình dung nó hơi giống là HTML, là HTML là cái chuẩn để chúng ta viết ra các trang web, thì SQL là cái chuẩn để làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ. Đấy, đúng là như vậy. Chứ nó rất là gần với là ngôn ngữ lập trình, nhưng mà nó khác lập trình, là nó chỉ là cái ngôn ngữ để truy vấn thôi, ngôn ngữ để mà đưa ra câu hỏi là cần làm gì thôi, còn nó không phải là ngôn ngữ lập trình theo đúng nghĩa, nhưng mà nó rất là gần với lập trình luôn. Đấy. Và tất cả những người mà làm việc cơ sở liệu đều phải nắm được cái hệ SQL này. Thật ra khi chúng ta lên mạng chúng ta xem thì cái toàn bộ tất cả những cái lệnh mà liên quan SQL nó rất là lớn, nó nhiều lắm ấy, rất là nhiều. Thì vấn đề là chúng ta phải biết tới đâu. Thì theo tôi chúng ta chỉ biết một số cái lệnh cơ bản nhất thôi, cơ bản nhất mà hay dùng nhất, mà nó liên quan đến những cái phần mà học trong sách giáo khoa thôi. Đấy. Đấy, thì đây là qua cái phần chủ đề 6 này, là cái phần mà đấy là phần mà trên lớp trong sách giáo khoa cũng đã ghi rõ rồi, nhưng mà tôi sẽ tập trung vào cái phần này, nhưng mà tôi sẽ không tập trung vào cách làm như của sách giáo khoa, mà tôi sẽ tập trung vào cái việc chúng ta sẽ thực hành và khai thác cơ sở dữ liệu, nhưng mà thông qua SQL nhé. Đấy, đây là những bài trong sách giáo khoa nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta quay sang cái phần đây là phần của tôi nhé. Hôm nay đây phần này, như vậy tôi ghi rõ tên tôi, đây là cái phần của tôi, đây không phải là cái phần mà liên quan đến cái phần dạy sách giáo khoa, mà tôi có một cái buổi phụ đạo thêm về cơ sở dữ liệu quan hệ này, về SQL ngôn ngữ lập trình có cấu trúc này, chứ có cấu trúc để phải quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Đây là phần của riêng tôi nhé, nhắc lại một chút để chúng ta bắt đầu nhé. Thì đầu tiên là cơ sở dữ liệu quan hệ. Cái này là cái mà được cái sách giáo khoa cũ nó rất là tốt rồi, mà đây chỉ nhắc lại thôi. Tức là thế nào là cơ sở dữ liệu quan hệ, là một cái mô hình cơ sở dữ liệu mà được thiết kế từ các cái bảng, đúng là một cái bảng như vậy là gọi là một cái quan hệ. Thì từ cái mô hình nhà từ bài toán quản lý, thì cái người thiết kế dữ liệu anh ta sẽ phải thiết kế cái mô hình cần quản lý thông qua các cái bảng. Đấy. Thì mỗi bảng như vậy cũng có các hàng và các cột. Đấy, chúng ta hiểu mỗi một cột như vậy, hiểu là một cái thuộc tính cần lưu trữ để quản lý, và các cái hàng là cái bộ dữ liệu có liên quan cần quản lý và lưu trữ. Thì mỗi cái hàng như vậy là một cái bản ghi, cột thì gọi là các cái trường hay là các cái thuộc tính, cái này chúng ta biết rồi đúng không nhỉ. Và quan trọng nhất này, mỗi một bảng thì có thể có hoặc không có, nhưng mà nên có một cái khóa chính. Thì nó gọi là primary key. Chúng ta chú ý nhé, cái phần này là bắt đầu, phần này là phần quan trọng, nó gọi là PK. Thì khóa chính có thể là một cột hoặc là một tổ hợp các cột. Cái khóa chính là gì, là cái làm cái cột hoặc các cột
mà xác định duy nhất dữ liệu trên một cái bản ghi đó, thì tức là dữ liệu của cái khóa chính đó nó xác định tất cả các phần tử, nó xác định duy nhất cái phần còn lại thì nó gọi là khóa chính nhé. Mỗi một cái bảng chỉ có một khóa chính maximum, có thể có bảng không có khóa chính, nhưng mà nên là có khóa chính và nên là chỉ một cột thôi, nhưng mà cũng được, nhưng mà các nhà thiết kế thì họ thường khuyên là nên có một cột là khóa chính thôi. Và khái niệm thứ hai là khái niệm là khóa liên kết. Thì ở một cái bảng, khi cả hai bảng cần quan hệ với nhau đó, thì người ta thông qua khái niệm là khóa liên kết hay là khóa ngoài. Thì ở một cái bảng thứ nhất có một cột là khóa ngoài, thì cột đó sẽ ứng với là một cột khóa chính ở một cái bảng khác, thì hai bên nó có liên hệ với nhau. Cái này chúng ta có biết rồi đúng không? Bây giờ trong cái chương trình lớp 12 năm ngoái, nhưng mà chủ đề tôi nhắc lại một chút. Thì đây là khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ nhé. Rất là quan trọng, phần này trong sách cũng nói khá kỹ nhé. Còn đây là tôi nói thêm một chút, nếu có thể có muốn đọc thêm các tài liệu khác này, còn nó có những cái định nghĩa thêm, nhưng mà phần này tôi không chỉ nhắc cho biết thôi, chứ tôi không nói sâu, vì cái phần này là phần kiến thức, đây là kiến thức nằm ngoài sách giáo khoa, hoàn chúng ta hoàn toàn không cần biết, không cần nói cho học sinh. Đấy. Định nghĩa khóa, hiểu nghĩa khóa là hiểu rồi, khóa tức là cái nôm na là khóa làm là các một là các trường hoặc là một cột hoặc nhiều cột mà xác định duy nhất các cái dữ liệu còn lại của một cái của trên một bản ghi. Thì có nhiều loại khóa lắm, khóa chính này, khóa đặc biệt siêu khóa này, khóa dự phòng này, khóa thay thế này, khóa ngoài này, khóa tổ hợp, khóa duy nhất nhiều lắm, nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm nhất hai loại thôi là khóa chính và khóa ngoài, hai thứ đấy. Còn cái khác chúng ta có thể bỏ qua, có thể không cần biết, nhưng mà tất nhiên những thầy cô nào mà muốn biết thêm ấy sâu hơn thì cũng nên đọc thêm sách và cũng có thể biết thêm được thì càng tốt, còn không biết thì thôi không sao cả. Với kiến thức của học sinh 11 là chỉ cần biết hai loại khóa thôi, là khóa chính là mỗi một cái bảng có một cái khóa chính, như vậy có thể là một cột hoặc là hai cột gộp lại với nhau, có thể là một tổ hợp các cột, và có một cái khóa ngoài dùng để liên kết với một cái bảng khác theo quan hệ là một nhiều. Đấy. Lát nữa chúng ta thấy rõ nhé. Còn khái niệm phụ thuộc hàm, cái này thì chúng ta không quan trọng các cái trường nó liên quan đến nhau đấy, thì người ta gọi là phụ thuộc hàm. Khi mà khi một cột x gì mà suy ra cột y thì người ta biết là x gì như này, x gì mũi tên y, và nói là y có phụ thuộc hàm vào x gì, thì có thể có nhiều dạng phụ thuộc khác nhau nhé. Nhưng mà cái này cũng không đối chúng ta cũng chúng ta không cần biết đâu. Cái này là chúng ta đối với thầy cô nào mà muốn tìm hiểu thêm, coi đọc thêm tài liệu khác thì biết thì càng tốt. Còn học sinh là không cần biết nhé, chúng ta không dạy cho học sinh. Đó. Thì khi ta hiểu biết các cái phụ thuộc này thì chúng ta sẽ biết thêm được một cái nữa là cái gọi là các cái mô hình dùng để chuẩn hóa đấy. Thì thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ là cái gì? Là cho trước một cái bài toán và chúng mà cho trước một cái bài toán và cái mô hình dữ liệu chúng ta cần quản lý, và chúng ta sẽ thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ để hỗ trợ cho việc quản lý đó. Đấy. Thì cái về thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ là một việc khó nhé, chuyên nghiệp, đòi hỏi những kinh nghiệm và hiểu biết rất nhiều về quản lý. Thì học sinh cũng không cần được học thiết kế quan hệ, kiểu cái dữ liệu quan hệ không cần học nhé, không cần dạy, mà chúng ta sẽ đưa ra cho học sinh một cái ví dụ cụ thể, cho những bài toán cụ thể và đưa ra luôn lời giải, chứ không cần bắt học sinh thiết kế. Đấy, cái phần này là nhắc lại nhé, về phần thiết kế cơ sở dữ liệu là rất là khó chứ không dễ. Cho một cái bài toán như này thì có 5 người cùng thiết kế thì bảo đảm 5 người sẽ vẽ ra 5 mô hình cơ sở dữ liệu khác nhau hoàn toàn luôn. Như vậy cái mỗi một người họ nghĩ ra được nhiều cái việc thiết kế cụ thể là dựa trên cái tư duy của từng người một, chúng ta chú ý nhé. Đây chỗ này nó rất là khó luôn, không dễ nhé. Thì một số gợi ý khi mà thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ này là đơn giản nhất có thể này, rồi theo đúng yêu cầu của bài toán quản lý, theo đúng yêu cầu, chúng ta không thiết kế quá lên mà cũng không thiết kế cho nó kém đi. Đấy, chúng ta chú ý chuyện đấy nhé. Rồi một cái được khuyên nữa thì là mỗi bảng nên có một khóa chính và nên là một cột
nên là một cột đơn là khóa chính, để tránh dùng khóa chính là thuộc các cột, nhưng mà không sao, dùng hợp vẫn được nhé. Ví dụ của thầy Nguyễn Nam Hải về cái gọi là cái mô hình quản lý My Music ấy, là nó có một cái là cái bảng chính của chúng ta là chúng ta là một tổ hợp hai cột là một khóa chính đấy. Nhưng mà đây tôi nói chung chung thôi, khi mà cho thiết kế thì nên mỗi bảng có một khóa chính và là nên là một cột đơn, và tuân thủ theo cái chuẩn hóa dữ liệu khi thiết kế bảng. Thì đây là cái bảng tôi chỉ cho các cô xem một chút thôi, thì đây là cái nguyên tắc của cái gọi là cái chuẩn hóa dữ liệu. Người ta chia thành các nhiều mức khác nhau, thì nôm na là khi mà chúng ta thiết kế một cơ sở dữ liệu thì tất cả các bảng của chúng ta đều nên thỏa mãn tất cả các yêu cầu này. Đấy. Từ mức 1, mức 0 này, mức 1, mức 2, mức 3, mức BC, mức 4 và mức 5. Đấy, nôm na như vậy nhé. Tôi nói nhanh cho các cô hiểu cái này. Đây là một lý thuyết về mặt khoa học, nhưng mà chúng ta chỉ cần hiểu biết sơ lược thôi, cũng chúng ta không cần biết sâu. Học sinh cũng không cần biết cái này đâu. Cái này mà chúng ta biết được thì càng tốt thôi, chúng ta chú ý thôi. Nha. Nôm na gì? Bên nôm na là khi thiết kế ban đầu là như này. Là dữ liệu thiết kế theo các bảng này, mỗi bảng gồm các cột và dữ liệu thì không cho phép có hai hàng của bảng ghi là trùng nhau, không cho phép là các cái cột cũng không trùng nhau và các cũng không cho phép hai hàng nào có bảng ghi trùng nhau nhé. Cái mức 1, mức mà tiêu chuẩn 1 là mỗi cột phải là các giá trị đơn và có một tên duy nhất nhé. Không thể nào có một cái cột mà lại chia nhỏ ra, không thể có một cột là cột ví dụ như là cột là ví dụ như cái cột là học sinh, xong cột đó lại chia nhỏ thành hai cột con, là cột là một cột cột một là họ tên của hai số điện thoại, không gì như vậy. Chúng ta phải tách ra là cột họ tên riêng, cột số điện thoại riêng, không có chuyện là hai cột của phải là một. Đấy. Mỗi cột phải làm giá trị đơn này và có một tên duy nhất này, mỗi bản ghi là duy nhất này, không có hai bản ghi giống nhau. Cái mức 2 là phải có nên hoặc là phải có khóa chính nhé. Tất cả các cột không là khóa sẽ phụ thuộc duy nhất vào cái khóa chính này. Đấy. Và không có phụ thuộc một phần, đã phụ thuộc toàn bộ, chứ không có chuyện là phụ thuộc một phần và cái khóa chính. Đấy. Thứ ba là các cột mà không là khóa thì phải độc lập hoàn toàn với nhau. Đấy. Không có thể phụ thuộc với nhau, không có thể phụ thuộc mà chuyển tiếp với nhau được. Đấy. Còn boy cái này là BC là boy code nhé, thì là nếu có phụ thuộc AB thì A phải là sub key. Đấy. Thôi cái này. Bốn là không có sự phụ thuộc là đa giá trị. Cái chỗ này là chỗ mà nếu chúng ta mà không kỹ cẩn thận ấy, thì xuất hiện hiện tượng là phụ đa giá trị là rất phức tạp. Cái này chúng ta bỏ qua đấy nhé, chúng ta không cần biết đâu. Và cái thứ năm là bảng là được thiết kế là không chỉ chia tách nhỏ hơn được nữa. Thì đây là năm cái tiêu chuẩn, không, năm cái mức là tiêu chuẩn để thiết kế một cái bảng theo cái mô hình gọi là chuẩn hóa quan hệ. Phần này chúng ta không cần biết đâu nhé, cái này chúng ta nói như vậy để chúng ta biết như vậy là nó có lý thuyết như vậy. Khi mà thiết kế dữ liệu là nó có lý thuyết như vậy. Những học sinh nào mà học đại học ấy, học cái tín chỉ liên quan đến cơ sở dữ liệu thì học như này. Còn chúng ta thì không nhá. Đấy, mà tôi nhắc lại để cho thầy cô chú ý thôi. Được rồi, thì bên sang tiếp theo là ngôn ngữ là truy vấn cấu trúc này, SQL nhá. Thì đấy chính là ngôn ngữ mà chúng ta sẽ cần phải làm quen đấy. Thì người ta chia làm nhiều loại, nhiều cái mức khác nhau. Nhiều phân loại thì cái loại một là các lệnh định nghĩa dữ liệu, đây là những cái lệnh liên quan đến là tạo bảng, là về là quan sát cơ sở dữ liệu, tạo cơ sở dữ liệu, xóa cơ sở dữ liệu, tạo bảng, đúng không, tạo bảng, thay đổi cấu trúc của bảng. Đấy, rồi là xóa bảng, vân vân. Nhóm lệnh thứ hai là DML là các lệnh cập nhật, thay đổi dữ liệu. Đấy, thay đổi bảng dữ liệu, bổ sung dữ liệu vào bảng và bảng, xóa một cái lệnh đi, bổ sung một lệnh, bổ sung một bản ghi, bổ sung nhiều bản ghi, rồi là xóa một bản ghi, xóa nhiều bản ghi, là nhóm lệnh thứ hai. Nhóm lệnh thứ ba là các lệnh điều khiển giao dịch dữ liệu, thì phần này là phần tôi để phần này là phần chúng ta không học, nhưng phần này là một trong phần khó, rất khó của có rất là khó của SQL, nhưng chúng ta không được học nhé. Cái này chỉ lên đại học mới học. Phần DQL là cái phần là các lệnh truy vấn dữ liệu. Đây là phần chính của chúng ta, đây là cái lệnh chúng ta sẽ từ dữ liệu đã có, chúng ta tính toán, chúng ta truy vấn, chúng ta kết xuất ra dữ liệu ra thì là truy vấn. Và cuối cùng là DCL là cái lệnh điều khiển cấp hủy quyền,
cấp quyền cho các user và hủy quyền cho các user. Thì trong năm nhóm này thì chúng ta chỉ được học là được nói cho học sinh là nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 4 này là cứ màu đỏ này, còn cái hai cái này thì bỏ qua nhé. Lệnh điều khiển giao dịch bỏ qua, cái phần lệnh điều khiển cấp quyền bỏ qua, chỉ học một các lệnh định nghĩa dữ liệu này sẽ học này, các lệnh cập nhật thay đổi dữ liệu học này, và các lệnh truy vấn, đây là phần chính nhất dữ liệu đó. Đây thì đây là ở bên trái bên DDL là cái nhóm các lệnh liên quan đến về cơ sở liệu, đây là liên quan định nghĩa dữ liệu là khởi tạo bảng này, xóa bảng này, thay đổi bảng này, và thay đổi một phần của bảng và thay mà đổi tên của bảng, đổi tên của cơ sở dữ liệu và bảng. Cái nhóm thứ hai đây là nhóm liên quan đến đến nhập dữ liệu, đây nhập và sửa dữ liệu và xóa dữ liệu sẽ được học. Đấy. Nhóm cuối cùng đây là select là cái DQL là cái nhóm mà liên quan đến truy vấn dữ liệu. Còn hai nhóm giữa này chúng ta không sẽ bỏ qua. Đấy, thì cô thông chú ý nhé. Đấy, thời gian nó cũng không nhiều đâu. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ em đây trước khi mà đi vào phần cụ thể tôi cùng các cô chúng ta xem lướt qua nhé. Thì đây là một số cái lệnh mà liên quan đến là về cơ sở dữ liệu, lệnh khởi tạo cơ sở dữ liệu, tôi lệnh create database tên cơ sở dữ liệu. Chú ý rằng tất cả các lệnh SQL là chúng ta viết lệnh và chấm phẩy ở sau cùng nhé. Ở đây một số từ khóa trong các sách giáo khoa người ta viết lệnh ấy, thì người ta các từ khóa người ta viết hoa lên, nhưng mà SQL là cái ngôn ngữ mà không phân biệt chữ hoa chữ thường, chúng ta chú ý nhé. Khi chúng ta có lệnh chúng ta có thể không cần chữ hoa chữ thường, nhưng mà khi viết lệnh ra cho nó hay khi viết ra thành cái cho sinh xem ấy thì chúng ta viết hoa những cái từ khóa lên cho mọi người hiểu nhé. Như vậy chúng ta chú ý nhé, một là khởi tạo một cơ sở dữ liệu mới máy tính ấy, là lệnh là create database tên cơ sở dữ liệu. Lệnh xóa là lệnh là drop database và tên cơ sở dữ liệu. Lệnh kết nối khi mà chúng ta làm việc với một cái server đúng không? Thì trong server đó nó có nhiều cơ sở dữ liệu lắm. Thì chúng ta khi chúng ta làm việc với một cơ sở đó chúng ta dùng lệnh use tên cơ sở dữ liệu. Thì sau lệnh use đó chúng ta sẽ mở cái cơ sở đó ra và chúng ta sẽ làm việc với một cơ sở dữ liệu cụ thể. Dùng lệnh use nha. Tiếp theo là chúng ta có lệnh như này, lệnh đây là lệnh liệt kê ra tất cả các cơ sở dữ liệu đang có ở trên máy tính, trên server, lệnh show database. Còn khi ta mở một cơ sở ra thì có cái lệnh là xem các cái bảng hiện có trong cơ sở dữ liệu, lệnh là show table. Thì tất cả lệnh này là chú ý là sau lệnh là phải chấm phẩy hết nhé. Đây là nhóm lệnh đầu tiên này. Nhóm lệnh thứ hai là lệnh làm việc với bảng. Thì là lát nữa tôi sẽ cụ thể hơn nhé. Đây lệnh khởi tạo bảng này, đây lệnh khởi tạo một cái bảng thì gồm có chúng ta dùng lệnh create table. Khi chúng ta mở một cơ sở dữ liệu ra rồi thì chúng ta sẽ việc tạo ra các bảng ở trong cơ sở dữ liệu đó. Chúng ta chú ý là lệnh đây này, khi chúng ta mở này dùng lệnh là kết nối này, dùng lệnh use để mở một cơ sở dữ liệu ra, mở rồi thì chúng ta sẽ dùng các lệnh như là create table để chúng ta tạo cái bảng, được chưa? Đấy, cái này là chúng ta sẽ làm ngay bây giờ thôi, không có gì cả nhé. Đấy. Thế đây là mô hình chung nhất của nó thôi, là chúng ta dùng lệnh là create table sau tên table sau đó mở ngoặc sau bên trong ghi rõ các kiểu dữ liệu. Đấy. Các cái tên của cái tên cột và kiểu dữ liệu của cột, cách nhau bởi dấu phẩy, và có thể ghi trên một dòng hoặc là nhiều dòng. Chúng ta chú ý là các cái lệnh tất cả các cái lệnh SQL đấy, chúng ta được quyền xuống dòng thoải mái, và nó cái thằng này lại không như rằng như không như là thằng lập trình khác. Chúng ta tha hồ xuống dòng và chỉ kết thúc lệnh bằng gì? Bằng chấm phẩy. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Còn khi chúng ta gõ và nó ra dài, chúng ta tha hồ xuống dòng, chúng ta tha hồ xuống dòng vô tư, nhưng mà thông thường xuống dòng nó có ý nghĩa một chút nhé. Đấy. Nhưng mà có hai lệnh quan trọng nhất là lệnh khởi tạo bảng là xóa bảng. Xóa bảng là lệnh drop table nhé. Là xóa bảng có tên bảng. Đấy, còn đây là hai cái ví dụ trường hợp là thiết lập khóa chính và thiết lập khóa ngoài. Đây lệnh xem có chút bảng. Cái này là chúng ta mô tả nhé. Đây này. Ví dụ tạo một cái bảng có tên là person nhé. Chúng ta mở ngoặc và đóng ngoặc chấm phẩy. Thì bên trong đó chúng ta mô tả thành nhiều dòng. Thì mỗi cái dòng này là mô tả đây là ID này, ID là tên của cột này, in là kiểu dữ liệu,
Và ngoài ra sau in thì có thể sau cái data type thì có thêm nhiều các tham số khác, các từ khóa ví dụ là not null hay là gì đó, hay là default gì đó nhé. Thì chúng ta not null tức là cái yêu cầu rượu này là không được, là không được gì, là không được là null đấy. Này last name này, vacha là cái gì này, not null này, first name, xong cuối cùng là ghi rõ là cái trong các cái trường này thì cái cột nào đóng vai trò là primary key. Đấy. Có thể ghi cái primary key ngay ở sau đây cũng được, mà ghi ở đây cũng được. Xong mở ngoặc đóng ngoặc đây thì chỗ này cũng, ở đây chúng ta có thể ghi là một hoặc là hai cột liền nhé. Nhưng mà nếu mà một cái nó là khóa chính tức là nó là nhiều cột, ghi là cái cột ở đây, có thể cách nhau một dấu phẩy. Một cột ghi như này. Đó. Đây là mô tả một cái bảng mà trong đó có một cột đóng vai trò là khóa chính. Đấy, chúng ta thêm một dòng ở phía dưới này. Đó. Còn trường hợp dưới này là trường hợp là mô tả cả khóa ngoài nữa nhé. Đây cái bảng này, bảng order nó còn có các cái order ID này, order number là cái trường thứ hai này, person ID là trường thứ ba này, thì trường thì primary key là cái này. Này thì một cái primary key là cái order, còn cái personal ID này là đóng vai trò là foreign key, là khóa ngoài. Đây thì khi chúng ta foreign key phải mở ngoặc ghi cái trường nó ra và viết dòng chữ là references, đây là từ khóa nhé, kết nối với cái bảng nữa ở bên ngoài. Và cái bảng này chúng ta mở ngoặc ra ghi rõ cái tên cái cột mà kết nối, cái cột này bắt buộc phải là khóa chính của cái bảng này. Đấy. Thì đây là cách chúng ta mô tả cái khóa ngoài. Cái này là nhiều đây thì cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà rất khó nhớ, chúng ta phải gõ trực tiếp thì người ta mới nhớ được. Đó, chúng ta chú ý nhé, tất cả mọi thứ chúng ta phải làm, phải thực hành. Còn đây là cái lệnh là xem cấu trúc bảng. Đấy, xem cấu trúc bảng thì đây, như vậy đây là chính là cái nhóm lệnh liên quan đến là liên quan đến khởi làm việc với bảng. Còn tiếp theo là cái nhóm lệnh tiếp theo là cái lệnh này là những lệnh liên quan cập nhật dữ liệu. Đây là nhập một bản ghi này, đúng không? Nhập đồng thời nhiều bản ghi này cũng rất dễ dàng nên xóa một bản ghi này và cập nhật thay đổi dữ liệu. Đấy, tức là hãy cho chúng ta chú ý nhé, cái phần này là phần chúng ta sẽ lát nữa chúng ta sẽ mô tả, nhưng mà đây là những lệnh mà nếu mà chúng ta mà dạy cho học sinh nhưng mà dùng thao tác ấy, thì chúng ta phải thao tác bằng cái lệnh này. Cập nhật này là quan trọng nhé. Tiếp theo là những cái lệnh liên quan đến nhắc lại cập nhật cũng có lệnh insert into thôi nhé. Nhưng mà into mà sau đó thì chúng ta ghi rõ các cái bảng mà chúng ta muốn cập nhật, sau đó mở ngoặc ghi tên các cột mà sẽ nhập. Đấy. Sau là value, sau mô tả các value ra ở đây ứng với các cột này, thì đây là lệnh là nhập một cột. Còn chúng ta lệnh hai này là value cho mở bỏ ra nhiều dòng, mỗi dòng như vậy là một bản ghi, đây là lệnh là nhập nhiều bản ghi cùng một lúc. Thì các bảng ghi này cách nhau bởi mở ngoặc đóng ngoặc và dấu phẩy ở bảng ghi cuối cùng, thì chúng ta viết chấm phẩy ở đây. Đấy. Còn đây là xóa cái bảng này, xóa các cái bảng ghi mà với điều kiện là như thế này, có cái câu lệnh where rất quan trọng, sau đó làm cái biểu thức logic ở phía sau. Đấy. Thì cái này chúng ta sẽ học sau nhé. Và đây là cập nhật thay đổi, tức là thay đổi cái bảng này, đặt cái dữ liệu ở cột 1 thay bằng cái value này, cột 2 thay bằng value 2 này với điều kiện là như thế này. Đấy, thì đây là những lệnh cập nhật và thay đổi dữ liệu. Tiếp theo nữa là cái nhóm lệnh liên quan đến truy vấn. Thì đây là nhóm lệnh mà hay nhất, mà cũng dễ hay nhất, mà cũng dễ nhất, mà cũng khó dài nhất. Thì tất cả các lệnh này đều bắt đầu bằng select hết. Thì mặc định của nó là select cột 1, cột 2, cột n và from table. Mặc định của nó là select from thôi nhé, select from table. Nhưng mà cụ thể hơn nó sẽ có nhiều những cái từ khóa, có nhiều những cái lựa chọn khác phức tạp hơn. Thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau làm phần này nhé. Đó, thì đây là như vậy, tôi vừa mới liệt kê ra những cái nhóm lệnh mà theo tôi nó là quan trọng và chúng ta cần nó để làm việc với các cơ sở dữ liệu cụ thể trong cái phần thực hành của chủ đề 6 đấy. Đấy. Như vậy phần chủ đề 6 này chúng ta có thể dạy học sinh là hoàn toàn theo cái toàn sách giáo khoa là không cần thiết dùng SQL, nhưng mà đây là cái mà tôi sẽ mô tả chúng ta có thể dùng SQL chúng ta dạy học sinh được nhé.
Rồi, thế bây giờ tiếp theo sang cái em nói qua về cái MySQL nhé. Thì rất nhiều thầy cô là từ qua nay rất có hỏi từ cô nói chuyện với tôi là chúng ta cài vẻ hơi khó khăn đúng không? Thì mà tôi nghĩ là nó không quá khó đâu. Chắc một số thầy cô nào là chúng ta chưa thạo hoặc bị sai sót cái gì đó thôi. Còn cái phần cài cái này thì là tôi nhớ là thầy Hải đã nói rất kỹ ở trên các buổi tập huấn rồi. Và hình như có rất nhiều video rồi mà các thầy cô đã được hình như đã có làm việc với riêng thầy Hải đã tạo ra 2-3 cái nhóm Zalo đó. Các thầy cô có thể làm việc với bên thầy Hải và nói rõ cách cài đặt này nó rất đơn giản thôi, không có gì cả. Mà cho chú ý nhé, khi mà cài cái MySQL thì chúng ta phải cài cái gì? Chúng ta phải cài cái bản là MySQL Server đó, chúng ta chú ý nhé. Chỉ có một bản thôi, một bản server cài một lần thôi. Và khi cài ấy, chúng ta cài một lần ấy thì chúng ta đặt chế độ cho nó sẽ luôn luôn chạy khi mà chúng ta bật máy tính lên nhé. Đây này, thì chúng ta vào, bây giờ chúng ta chỉ cần vào cái chỗ này nhé. Đây chúng ta vào đây, chúng ta gõ chữ service là nó vào ngay đây này, nó vào ngay khi chúng ta quan sát trong cái đây là cái hết các dịch vụ của Windows nhé. Chúng ta kiểm tra cái MySQL nó có thì mới là xong như này. Nếu mà không có cái dòng này thì là chúng ta chưa cài, hoặc có cài rồi nhưng mà đây chúng ta không được running cũng không được nhé. Bắt buộc là phải running, phải đang chạy thì bây giờ chúng ta mới có thể làm việc được. Cho nên chúng ta nên đặt chế độ là automatic running, tức là khi bật hệ điều hành lên là tự động nó chạy cái dịch vụ này. Như vậy cái MySQL mà server đó thì khi chúng ta cài vào tính ấy, nó sẽ bật, nó sẽ như là một cái dịch vụ giống như các dịch vụ khác trong máy tính. Trong hệ điều hành có rất nhiều dịch vụ khác nhau thì đây là một trong dịch vụ đó thôi. Thì dịch vụ này khi mà chúng ta cài vào đây thì nó sẽ biến máy tính của chúng ta thành một cái máy chủ MySQL server. Và nó máy chủ này nó gọi là local host của chúng ta nhé. Và khi đó chúng ta mới thực hành được. Đấy. Còn thực tế thì có thể là hình như thầy Hải có đưa ra một phương án là ở trên lớp thầy cô có thể là cái máy chủ của các thầy cô ấy ở trên phòng học ấy thì cài đặt cái MySQL server, còn cái máy tính của học sinh thì cài client. Đấy. Nhưng mà ở đây chúng ta thực hành đây, chúng ta các thầy cô phải cài trên máy của mình ấy một cái bản server. Bắt buộc phải cài cái bản server này. Không có server này thì chúng ta không thể làm được cái gì cả. Chứ bắt buộc phải cài. Đó. Như vậy là chúng ta bắt buộc phải cài cái MySQL server. Thì nó là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Mà nó là một hệ cái này chúng ta sẽ dùng để thay thế cho cái access của cái chương trình năm ngoái nhé. Thì cái việc thay thế cái này nó làm cho cái chương trình, lúc thời gian làm cho cái phần dạy này nó hơi khó một chút. Mà nó rất là hay vì cái MySQL bây giờ nó cái bản mới nhất, cái bản 8.0 nó rất là nhỏ gọn, tương đối nhỏ gọn đấy so với hiện đại, mà nó rất là, nó là mã nguồn mở, nó chạy rất là ổn định, rất là tốt, theo tôi là rất là tốt, rất là hay. Thì chọn phương án này là chính xác và nó hỗ trợ cái SQL rất là chuẩn, cho nên là rất là tốt, chạy trên bản nào Windows cũng chạy được, trên Linux cũng được, trên OS 2 cũng được, Mac OS cũng được nhé, trên nó rất là hay. Rồi, thì đó là cái bản là gọi là bản server. Chúng ta cài một lần và các thầy cô cũng cài cho nó xong thì thôi. Cài một lần và cố định lại nhé, mà không cài lại nữa. Đó là bản server. Còn bản client thì thầy lại là rất nhiều. Đó, chúng ta chú ý nhé. Khi chúng ta cài server ấy, thì cái máy tính của chúng ta ấy, nó sẽ biến thành cái máy chủ. Và ở đó chúng ta có thể, cái máy tính của chúng ta sẽ dùng nó sẽ lưu trữ các cơ sở dữ liệu. Thì một cái MySQL server đó nó có thể lưu trữ là nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau nhé. Đấy, có thể rất nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau đồng thời nằm trên một máy tính. Đấy, cái hay của nó là như vậy nhé. Đấy, và chúng ta khi chúng ta làm việc với cơ sở dữ liệu này, chúng ta sẽ làm việc với từ client. Thì client nó có rất nhiều loại client khác nhau nhé. Chúng ta có thể dùng cái bản MySQL client có sẵn. Cái bản này là khi chúng ta cài MySQL server thì nó cài sẵn luôn cái này luôn rồi, chúng ta không làm gì nữa. Đấy, cài sẵn luôn. Hoặc chúng ta cài cái bản HDSQL cũng tốt, cái bản này rất là tốt nhé. Cái bản HDSQL là cái bản mã nguồn mở và nó hỗ trợ rất là hay, nó nhiều rất là hay luôn đấy. Nó hỗ trợ cả cái phần hỗ trợ cả SQL,
cả các thao tác trên như là phần mềm thao tác tạo bảng, thao tác tạo form như bình thường. Một cái phần mềm nữa rất là hay là phần mềm là MySQL Workbench. Đây là cái phần mềm nó mà cũng đi liền với cái nó là cục thận của MySQL Server thôi. Đây, các bạn có thể cài đặt rất nhanh cái này. Cái này có cái phần hay của nó lẫn tôi sẽ mô tả. Nó có cái hay của nó là nó có một số nhưng cũng thực ra có phần này cái bản mình là mình là cái bản MySQL Workbench nó không mạnh bằng HD đâu. Các tôi còn thua HD ở nhiều điểm. Nhưng có một số điểm nó mạnh hơn là nó dễ thao tác hơn thôi. Đấy, nó dễ thực hành hơn một chút so với HD SQL về mặt riêng về SQL nhé. Nhưng mà cái Workbench này nó không có cái thao tác giao diện như là để như là HD SQL. Không có thao tác là tạo bảng bằng giao diện hay tạo form không có, mà nó là hầu như là hoàn toàn làm việc trên cái giao diện là dùng gõ lệnh SQL thôi. Nhé. Hoặc chúng ta dùng Python, nhưng Python thì tôi để ra ngoài. Nếu mà sau này nếu có ai muốn thì có thể là chúng ta sẽ cùng khai thác, thì ở Python chúng ta có thể từ xa chúng ta có thể lập trình coi Python là cái máy tính cài Python nữa, như là một cái máy client để lập trình kết nối vào cơ giới thì vẫn được nhé. Nhưng mà Python cũng là một phương án nữa, nhưng Python hơi phức tạp hơn một chút vì nó chúng ta sẽ phải cài thêm một cái phần mềm nữa để nó kết nối giữa Python với MySQL Server mà chúng ta phải lập trình. Lập trình xen kẽ lập trình và lập trình cộng với gì? Lập trình Python cộng với là SQL chứ nó hơi phức tạp một chút. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần bắt đầu sang cái phần đấy nhá. Phần chính nhá. Thì đây là cái chúng ta sẽ làm việc với một số các kiểu dữ liệu chính nhá. Thì cái này chúng ta phải biết đấy, cái này khi mà thực hành mà chúng ta phải biết nhé. À, đây tôi mô tả đây số liệu chúng ta hay dùng thôi là char n là sâu là cái kiểu dữ liệu là sâu ký tự có độ dài cố định là n là n ký tự, và char là sâu ký tự có độ dài động. Cái này chúng ta hay dùng nhất là varchar nhé, varchar rất hay dùng đấy. Boolean hay là bool thôi là dữ liệu là logic dạng true false hay là 1 0 giống như là Python thôi, true hay là 1 và false là 0. Còn in là số nguyên, chúng ta dùng in cho đơn giản, in là chỉ là số nguyên nhé, chỉ là integer của Pascal hay là in của Python nhé. Float là số thực số phải động nhé, hoặc là riêng cũng được. Đấy. Thì giống như là như vậy, cái in này là giống in của Python này, float này là giống float của Python này. Còn date là kiểu dữ liệu có cái dạng là sâu như này, là gồm có là 8 ký tự, 4 ký tự đầu là số năm, là số tháng và ngày, mô tả bằng trong số ký tự nhé. Đấy. Còn time là ký tự là cũng là 6 ký tự là mô tả là giờ này, phút và giây. Đấy. Còn year là 4 chữ số. Đấy, mô tả năm. Và text là kiểu dữ liệu văn bản bất kỳ. Đó, thì đây là cái kiểu dữ liệu chính nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi sang những phần cụ thể hơn để chúng ta bắt đầu thực hành nhé. Đây. Thực hành nhé. Toàn bộ cái phần thực hành trong sách giáo khoa ấy là chúng ta thực hành trên một cái mô hình hệ thống quản lý đơn giản, đúng không? Thực hành là các lệnh thiết lập cơ sở dữ liệu và cập nhật dữ liệu, và thực hành khai thác quản lý dữ liệu. Đấy. Thì tôi sẽ không hôm nay tôi sẽ cùng các thầy cô chúng ta sẽ cùng nhau thực hành trên một ví dụ khác mà tôi sẽ đưa ra. Tôi không dùng lại cái mô hình cơ sở dữ liệu mà của sách giáo khoa. Đấy. Sách giáo khoa chúng ta đưa ra một cái mô hình cơ sở dữ liệu là My Music dùng để quản lý các bản thu âm, đúng không? Nhưng mà tôi muốn đưa ra một cái phiên bản của riêng tôi mà nó dễ hơn, cảm giác nó dễ dàng hơn là cái bản của sách giáo khoa. Đấy, thì tôi làm như sau nhé. Đây. Bây giờ cần tìm một cái mô hình quản lý đơn giản nhất có thể và thiện thao tác lập cơ sở dữ liệu, cập nhật dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu trên cơ sở dữ liệu này. Đấy. Thì tôi sẽ báo cáo tôi như sau nhé, là cần quản lý cửa hàng bán tạp phẩm ở nhà em, bán đồ dùng học tập của nhà em. Đấy. Cái chương trình của nó là quản lý bán hàng. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế chúng ta thiết kế theo 3 mức. Và một mức như vậy chúng ta sẽ thực hành cái việc chúng ta khởi tạo cơ sở dữ liệu này, chúng ta nhập dữ liệu này, chúng ta khai thác dữ liệu theo từng mức một nhé. Đó. Thì đầu tiên là mức 1. Đây. Tức kiệu của nó là đặt tên là quản lý bán hàng 1 nhé. Đấy, thì đây trường hợp đơn giản nhất thôi. Tức là chúng ta có một cái bảng.
Tức là khi mà nôm na cái bài toán này, khi nào bài toán này khi mà chúng ta cái cửa hàng chúng ta nó rất là bé nhỏ, rất bé nhỏ, và khi mà chúng ta bán hàng xuất ra một hóa đơn nó chỉ có, nó có bốn tham số thôi. Một là cái mã hóa đơn là như thế nào, đây là mã hóa đơn là như thế nào này. Đấy. Tiếp theo là tên khách hàng là ai, ai là người mua. Thứ ba là cái ngày mua là ngày nào, và cái doanh số, cái số tiền mà người đó trả là bao nhiêu. Như vậy đây là một cái mô hình rượu đơn giản nhất, gồm chỉ có bốn cái trường thôi, một cái bảng có bốn trường. Và cái trường mã hóa đơn này này, nó là trường PK, nó là trường khóa chính. Nhưng mà đây, như vậy đây là cái, đây là bài toán thực sự nó là một cái mô hình có một bảng thôi, nhưng mà nó thỏa mãn cái bài toán quản lý của một cái mô hình quản lý đơn giản nhất ở nhà em. Đấy. Được chưa? Thì chúng ta hôm nay đây là cái mức 1, là mức nhỏ nhất. Nhưng mà nhà em là bán một số sản phẩm, thậm chí trong cái hóa đơn nó không cần biết ghi là sản phẩm gì nữa. Chỉ cần ghi là hôm nay là bán cho cô Hòa hàng xóm, bán là số tiền là 30.000, xong ngày mai lại bán cho một cô khác ở hàng xóm nữa, giá là bán được 1.000.000. Và cứ thế chúng ta, và sau đó chúng ta có cái nhu cầu là nhu cầu quản lý, cái này sẽ có quản lý là hãy tính xem là tổng doanh số của trong tháng năm là bao nhiêu tiền, hay là chúng ta có thể tính tổng số trên toàn bộ là bao nhiêu tiền, hay là đếm số khách hàng trong tháng 10 là bao nhiêu khách hàng đã mua, ví dụ như vậy, hay là tính doanh số theo từng khách hàng. Đó là như vậy, một bài toán nhỏ như vậy thôi là có rất nhiều cái mô hình quản lý, được chưa? Rồi, nên chúng ta cùng nhau thiết kế nhé. Đây, thì chúng ta mô tả như này, mô tả nó sẽ là như thế này, đó, mô tả như này nhé. Thì như vậy là cái trường HDID nó là cái trường số nguyên, nó là PK. Chúng ta thêm vào một cái kiểu nguyên, nó là auto increment, là nó tự động nó sẽ nhập, mình không nhập. Tên khách hàng là một cái vacha, là một cái sâu ký tự là maximum 255 ký tự. Ngày mua kiểu là date và số tiền. Đó là kiểu là float. Thì đây chính là cái lệnh mà chúng ta dùng để khởi tạo cái bảng đơn hàng ở trong cơ sở dữ liệu là quản lý bán hàng 1. Đó, chúng ta chú ý nhé. Đây là lệnh này. Cái table đơn hàng nhé. Đây là cái cột 1 này, kiểu dữ là in này, not null này, chúng ta không muốn là nhập null, mà nó tự động tăng này, tự động tăng nhé. Đấy, rồi tên khách hàng này, vacha này, nó cũng là not null luôn nhé. Đấy. Thêm not null vào là chúng ta không muốn cho nó null, bắt buộc phải nhập. Nhưng mà chúng ta nhập mà để chống nó báo lỗi ngay. Ngày mua là date nhé, nhập chính xác này, số tiền là float, và ghi rõ là primary key là HID. Như vậy thì có hai cách nhé, đây là cách 1 này, là primary key ghi ở dòng cuối cùng. Cách thứ hai là chỗ này. Cái hai là bên này là cái dòng primary key ghi ngay ở đằng sau cái lệnh là HDID đây. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau làm nhé. Bây giờ tôi đây, bây giờ như này nhé. Đây bây giờ chúng ta cùng nhau làm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đây, cùng nhau thiết kế cái hiện nay là trên máy tính của tôi đã có cái MySQL server rồi nhé. Và chúng ta có thể chui vào nó bằng nhiều cách khác nhau. Đây. Đây là cái giao diện là client của sẵn của MySQL, có thể dùng được nhé. Đấy. Cách thứ hai là chúng ta dùng HDSQL cũng được nhé. Cách thứ ba là dùng Workbench cũng được. Ba là dùng hết cái đạo, ba cái này dùng nhau. Mô tả các bạn xem nhé. Đây. Bây giờ chúng ta vào thử cái giao diện là DOS này, như là giao diện dòng lệnh này. Cứ đúc vào đây nhé. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Đây tôi phóng to như này. Đầu tiên nó sẽ yêu cầu là vào nhập mật khẩu của root. Chúng ta nhớ mật khẩu của root nhé. Đấy. Khi mà chúng ta cài đặt cái MySQL server thì nó yêu cầu là cài mật khẩu của root. Thì ta nhập vào đây, nhập enter là nó vào luôn. Thì nhập đây, thế này là chúng ta đã vào rồi. Và hiện nay chúng ta đang làm việc với cái MySQL server rồi. Và bây giờ chúng ta có thể tạo ra lệnh làm việc với cơ sở dữ liệu rồi đấy. Bây giờ chúng ta làm nhé. Bây giờ tôi làm lệnh show này, show
database. Chúng ta chú ý nhé, chúng ta có thể có chữ thường nhé, database hai chấm, à chấm phẩy chứ, chúng ta enter. Đó, thì hiện ra đây là những cái bảng đã có trong sẵn nhé. Này thì ở đây này, vì tôi đã làm thử mà, trên tôi đã tạo ra nhiều bảng khác này, cái bảng nhiều cơ sở liệu, là cơ sở liệu My Music tôi đã tạo ra này, cơ sở liệu quản lý bán hàng 1, quản lý bán hàng 2, quản lý bán hàng 3 này, quản lý bán hàng thường này, quản lý bán hàng 1 này. Đó, bây giờ tôi sẽ xóa nhé, bây giờ tôi làm thử, tôi sẽ xóa những cái quản lý bán hàng 1 nhé, tôi dùng lệnh là drop table, drop database nhé, drop database. Đấy, sau đó có gì là quản lý bán hàng 1, được chưa? Đây này là cái này này. Đó, tôi đấy, tôi enter. Đấy, thì là xong. Đấy, bây giờ tôi dùng thử show lại nhé, show lại cái database. Đấy, nhé, xong. Enter, hai chấm nhé, enter. Thì ta đã mất, không còn cái quản lý bán hàng 1 nữa. Đây này, đấy, xóa bây giờ đấy. Các thầy cô chú ý khi mà chúng ta cái phần này là cái phần thực hành như nào trên trên máy tính ấy, thì các thầy cô tùy từng thầy cô chú ý, nhưng mà chúng ta chú ý là cái này là cũng không dễ đâu nhé. Làm sao cho để đừng để lớp học sinh thứ nhất học sinh vào lại xóa đi lớp học sinh thứ hai, thì như nào đó các thầy cô phải chú ý cái việc này khi chúng ta thực hành trên lớp nhé. Bây giờ tôi làm trên máy tính của tôi thôi, được chưa? Bây giờ tôi giả sử nhé, bây giờ tôi sẽ tạo một cơ sở liệu mới, đặt tên là quản lý bán hàng 1 nhé. Tôi dùng lệnh là create, đúng không nào? Database, đấy, quản lý bán hàng 1, 2 chấm, chấm phẩy. Khi kết thúc làm lệnh xong, chúng ta phải enter, bây giờ phải chấm phẩy và enter nhé. Nếu nó mà chúng ta viết lỗi, may nó báo lỗi ngay, còn chúng ta enter nó, như vậy là đã xong nhé. Và bây giờ máy đã tạo ra một cơ sở liệu mới tinh, đặt tên là quản lý bán hàng 1. Tôi dùng lại show xem này. Show này, quản lý show database. Đấy, đúng không? Chấm phẩy. Đấy. Đây, vừa tạo ra này, quản lý bán hàng 1 này. Đấy, như thế. Như vậy là trên giao diện này chúng ta hoàn toàn có thể dùng giao diện này, chúng ta thực hành được hoàn toàn được nhé. Nhưng giao diện này nó có một cái nhược điểm là màn hình đen này, là chữ nó bé này, chúng ta không thể phóng to chữ lên được. Đấy, nó có nhược điểm như vậy. Và cái khó nữa là chúng ta có phải gõ từ đầu. Chúng ta rất là khó, rất là không thể copy lệnh phía trước. Chúng ta copy lại lệnh này rất là khó, đúng không? Đấy, cho nên cái này vẫn dùng được, nhưng mà theo tôi chúng ta không cần chúng ta nên chuyển sang một giao diện khác. Nên giao diện đồ họa thì hay hơn. Đấy, tôi đóng lại nhé, bây tôi không dùng nữa, tôi đóng lại và tôi sẽ chuyển sang giao diện thứ hai. Là dùng ngay cái Heidi. Heidi rất tốt nhé, cái Heidi là cái giao diện mà chúng ta có thể dùng để dạy học sinh trong các bài học lớp rồi, nhưng mà nó có cái giao diện trong Heidi, nó có cái chức năng để làm việc với cái SQL rất là hay. Bây giờ tôi kích đúp này. Đó. Là tôi chạy nhé. Thì cái thằng này khi chạy bao giờ nó yêu cầu là gì? Nhập cái mật khẩu của root. Đấy. Bây giờ phải có nhé, chúng ta chú ý nhé. Giống nhau. Đấy. Và bấm nút open. Đấy. Ở đây nó không cho phép, là nó không tự động vào nhỉ. Cái thằng Workbench này nó có chức năng là lần đầu tiên thì yêu cầu là nhập, lần thứ hai là tự động vào, không cần gõ lại nữa. Thằng này là phải gõ lại hơi dở. Rồi. Khi mở ra nhé, đấy, mở ra thì là đây là từ trước rồi, từ xóa này. Khi mà chúng ta vào lần đầu tiên thì nó như thế này. Đó, nó sẽ ra như thế này. Đấy. Được chưa? Đấy. Query đi nhá. Đấy, bây giờ tôi đóng lại. Không sao. Đấy, thì đây nó có cái cửa sổ ở trên này, là nó có nhiều chức năng, nhưng mà trong đó có một cái chức năng là query. Chúng ta đây này, chúng ta vào chỗ này, chúng ta có thể đây là query đi nhá. Đây là, tức là nó có nhiều chỗ này có một chức năng khác, chỗ này có một chức năng khác nhá. Đấy, nhưng mà chỗ này là có chức năng là query. Đấy. Thì ở đây chúng ta có thể gọi cái lệnh. Đấy, tôi có lệnh là show này. Show database nhá. Database. Đấy. Đấy. Khi gõ xong lệnh, thằng này rất hay nhỉ. Khi gõ xong cái lệnh ấy
thì nó chuyển sang chữ Hoa cho chúng ta, tất cả các từ khóa chuyển sang chữ Hoa. Cái thằng này hay lắm, cái thằng hay đi này hay rất hay đấy nhé. Đấy. Khi ta thực lệ này chúng ta làm như sau. Cho này theo đuôi hình nhược điểm chúng ta sẽ phải làm như sau. Muốn chạy lệnh này chúng ta phải vào bấm vào đây này, chúng ta phải bấm vào đây và chúng ta chọn cái lệnh là run current query. Đấy. Chúng ta nhớ rằng để tôi cho thầy cô xem, bấm vào đây chạy này, nó sẽ hiện ra ở dưới này. Đây, đây là cái quả lệnh nằm ở dưới này nhá. Đó. Bây giờ tôi làm lệnh thứ hai này, bây giờ tôi dùng lệnh là use là quản lý bán hàng một, cái mà tôi vừa tạo ra đúng không? Đó. Bây giờ tôi lại chạy tiếp, tôi nhớ tôi chạy là dùng lệnh vào đây chạy này, bấm đây cũng được. Quản lý bán hàng một tạo chưa, quản lý bán hàng một đây run này, error sao nó lỗi nhỉ, đây lỗi gì không nhỉ, quản lý bán cái này thấy sổ bán hàng một hay sổ đơn má. Thầy ơi, thầy viết tắt mà. Gì cơ? Thầy viết tắt. Chữ H là chữ H. Chữ B là chữ H. Chữ A là chữ H. Chữ A là chữ H. Sao? Thầy sửa quản lý bán chữ B sửa thầy chữ H là đúng chữ rồi thầy ơi. À, bây giờ mình đúng không? Ờ, bây giờ quản lý là chữ bán. Ở đây là phải chữ H đúng không nào? Đấy, thầy bảo nhầm thôi nhá. Đó. Bấm vào đây nhá. Đấy, chạy này. Rồi. Và bây giờ tôi dùng cái tôi dùng là show table. Đấy. Đấy chạy. Thằng này nó có nhược điểm như vậy nhá. Chúng ta chú ý như vậy là đây là một cái tệp mà query này, query cái query là nó cũng có nhiều lệnh nhá. Nó cũng có nhiều lệnh. À, và chúng ta muốn chạy một lệnh ấy. Chúng ta sẽ phải để con trỏ ở cái lệnh đó và chúng ta vào cái lệnh này chúng ta bấm cái lệnh là run current query hoặc là bấm cái phím nhanh là shift control F9. Nó hơi khó nhớ một chút. Chính cái chỗ này là chỗ mà tôi không thích lắm, chỗ là chỗ này. Chỗ này là cái thằng này nó không tiện mà thiện từng lệnh một giống như là cái bên Workbench nó dễ hơn nhé. Mà nó có cái hay của nó, thời gian cũng có cái hay của nó nhưng mà cũng có cái dở của nó. Cái hay của nó là chữ rất rõ ràng này. Rồi nó tự động nó chuyển thành in hoa cho mình này, các từ khóa này rất là hay, kết quả rất là rõ ràng nằm phía dưới nhưng cũng rất là hay, thật ra cũng rất là hay luôn nhé, nhưng mà tùy chúng ta nhé. Đấy, và chúng ta sẽ thấy là như vậy là gì, như vậy là ở trong HDI SQL hay trong cái phần khác nó cho phép chúng ta là tạo ra các cái query. Mỗi query là một cái tệp, các thầy cô chú ý nhé, cái tệp query này chúng ta có thể ghi lại và hôm sau chúng ta mở ra làm việc tiếp đó, chúng ta chú ý nhé. À, thì như vậy là ở trong đây tôi vơi vẽ cho thầy cô xem một chút về cái mô hình của chúng ta nhé. Như vậy là khi chúng ta làm việc ấy thì bao giờ cũng là chú ý rằng là bao giờ cái MySQL server nó là một cái máy chủ, là một cái host. Ở trong cái máy chủ này ấy, ở trong cái vị trí này là nó chúng ta có thể tạo ra nhiều cơ sở dữ liệu, 1, 2, 3 tạo ra cái này bằng cái lệnh là create, đúng không? Create database. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Database. Đấy. Sau đó gõ cái tên cơ sở dữ liệu. Xong chấm phẩy. Như vậy chúng ta có thể tạo ra nhiều phần mềm cho phép lưu trữ nhiều cơ sở dữ liệu nhé, cùng một lúc. Nhưng khi chúng ta dùng lệnh là use một cái tên cơ sở dữ liệu, cái tên cơ sở dữ liệu ấy, thì chúng ta sẽ làm việc với một cơ sở dữ liệu hiện thời thôi. Vậy là cái này thôi. Và trong này chúng ta sẽ tạo bảng, bảng 1, bảng 2, bảng 3 và nhập dữ liệu. Và chỉ một chúng ta việc với một thôi. Đấy, được chưa? Và khi cần thì chúng ta dùng lệnh use khác để chúng ta mở các cơ sở liệu khác để chúng ta làm việc nhé. Thì khi chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ dùng khi mà làm việc trên cái đây là client nhé, đây là client luôn làm việc trên phần mềm client thì là hoặc dùng cái phần mềm là HDI nhé, HDI SQL hoặc dùng phần mềm là Workbench, MySQL Workbench.
thì chúng ta sẽ làm việc với các cái các cái query. Thì mỗi query như vậy là nó làm cái nó làm cái tệp, nó làm một cái tệp mà một tệp văn bản. Tệp văn bản nó có cái phần mở rộng là SQL. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thì cái tệp SQL là gồm có cùng các lệnh. Lệnh 1, lệnh 2, lệnh 3, mỗi lệnh như vậy là có thể trên một dòng hoặc nhiều dòng, kết thúc bởi chấm phẩy. Đấy, chấm phẩy. Được chưa? Đấy. Thì đây là cái tệp SQL, tệp này nó gọi là các cái query nhé, query file. Đấy, và như vậy là khi chúng ta làm việc trên client ấy, chúng ta sẽ tạo ra các file SQL và chúng ta gõ lệnh và thực hiện lệnh. Và chúng ta có thể thực hiện các lệnh mà chúng để quản lý, chúng ta có thể gõ, chúng ta lưu lại để hôm sau chúng ta lại mở ra lại làm tiếp. Đấy. Như vậy là một lệnh có thể gõ và dùng nhiều lần nhé, giống hệt như lập trình ấy. Chúng ta có thể tạo ra một cái file, một cái tệp mà là Python chẳng hạn, sau chúng ta ghi thành các cái lệnh và cái file hôm sau lại mở ra lại chạy. Đấy. Và trong cái file SQL này chúng ta có thể chạy nhiều chế độ, hoặc là chạy tất cả các lệnh cùng một lúc từ trên xuống dưới, hoặc chỉ chạy là một lệnh từng lệnh một. Đấy, thì cả hai cái phần mềm đó đều có chế độ đó nhé. Thì cái phần mềm HD đó là nó có tính năng là gì, chúng ta có thể chạy toàn bộ bằng, chúng ta bấm vào đây nhé, nó có hai cái, một là run, dùng lệnh run này là chạy từ đầu đến cuối tất cả các lệnh của cái SQL là của cái tệp này. Còn không, chúng ta dùng lệnh là run current query, dùng là shift control F9 là thiện từng lệnh một, từ lệnh một. Như vậy là F9 thì là thiện toàn bộ tất cả các lệnh, còn là control F9 thì chúng ta đang con chuột đang gõ đang nằm ở đâu thì thiện từng lệnh đó. Như vậy nó có đủ hai chức năng, một chức năng là thực hiện toàn bộ từ đầu đến cuối nhé. Hai là chức năng thì là chạy từng lệnh một cũng được. Như vậy cái SQL là rất hay. Như vậy là cái là nó là nó gọi là query, các cái tệp query, và phần mềm này cho phép đây là open một query khác này đó. Tôi lấy ví dụ nhé, đây trên hình của tôi là còn hiện tôi tạo rất nhiều cái query cho xem nhé. Đây tôi vào cái chỗ này này, đây này đó, ví dụ đây là một query của tôi nhé. Này, đây là query là dùng, đây là query khởi tạo một cái bảng của tôi đấy. Ok, đây là một cái lệnh này đó nhé, để cho thầy cô xem thôi nhé. Được chưa? Và như vậy chúng ta có thể trong này chúng ta có thể tạo ra mở rất nhiều lệnh, mở rất nhiều file SQL giống như là như vậy, giống lập trình thôi. Như vậy đối với phần mềm client ấy thì chúng ta làm việc với cái phần tệp là SQL giống như là Python lập trình, chúng ta lập trình Python, chúng ta làm việc với các file là file P, chúng ta lập trình Pascal, chúng ta làm việc với cái file Pass, chúng ta lập trình trên C cộng cộng, chúng ta dùng là chúng ta làm việc trên những cái file là CPP. Đấy, ví dụ thế nhé. Thì cũng vậy thôi với MySQL hay là với bất kỳ một cái hệ quản trị cơ sở nào đó, chúng ta sẽ làm việc với cái tệp SQL đó. Thì đây là một cách dạy theo tôi là một cách này cũng rất là hay với học sinh. Chúng ta dạy thẳng học sinh luôn trên SQL này cũng được, không cần thiết là phải qua các cái giao diện để mà tạo bảng phức tạp, để mà tạo giống như là Access thì nó cũng được thôi. Nhưng mà theo tôi cũng là nếu có thể cô mạnh dạn chúng ta dạy trực tiếp trên cái lập trình SQL như tôi vừa nói này thì rất thích hợp, thì rất là hay luôn. Tất cả lệnh nó cũng đủ màu sắc rất đẹp, thấy không nào? Đấy, nó rất rõ ràng. Cái thằng hay đi hay nữa là nó tự động nó sẽ đổi màu, chúng ta đổi màu và tự động nó chuyển đổi tất cả các từ khóa lên là chữ hoa. Đấy. Còn các cái tên trường nó tự động nó viết màu như thế này, cũng là một cách hay của nó nhé. À, nhưng mà bây giờ hôm nay tôi sẽ trình bày các cô, tôi sẽ làm việc trên Workbench nhé. Rồi tôi đóng lại này, đóng lại nhưng mà tôi không ghi lại này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái Workbench ra đây, Workbench nhé. Thì theo tôi, Workbench là theo quan điểm của tôi nhé, là cái phần mềm mà rất là dễ làm việc nhất luôn ấy. Nó nhanh mà nó thuận tiện, dễ dàng, làm chạy từng lệnh một cũng rất là dễ, chạy toàn bộ cũng rất là dễ, màn hình của nó cũng đơn giản, rất là hay. Theo tôi là cái này là phần mềm hay, tôi chạy thử nhé. Đây, cho các thầy cô xem.
Như vậy các thầy cô thấy như vậy khi mà dạy cái phần SQL này, chúng ta hoàn toàn có thể làm việc trên trên môi trường là client theo kiểu là mảnh đen trắng được nhé. Làm việc trên HD hoàn toàn được nhé. HD SQL rất tốt luôn. Hoặc làm việc trên Workbench, hoặc là Workbench phần mềm nào cũng được. Miễn là nó là client, miễn là nó hỗ trợ SQL và nó miễn là nó hỗ trợ lập chạy trên các lệnh trên một cái tệp gọi là tệp mà SQL là tệp gọi là nó là tệp query nhé. Rồi mình cho ta mở này. Đây. Khi chúng ta khi lần đầu tiên ấy thì máy sẽ yêu cầu là chúng ta tạo ra một cái gọi là cái kết nối với máy chủ. Lần thứ hai thì không cần nữa. Đây là kết nối đây. Chúng ta bấm lên là xong, đây là chính là kết nối với cái local với cái máy tính của tôi rồi. Bấm lên là ra ngay, nó mở ngay ra. Đây. Nó mở luôn ra cái ấy của chúng ta. Đấy, nhưng mà bây giờ này là tao đóng thử nhé này. Đó. Thì ra như thế này. Bây giờ tôi sẽ đây là lệnh mở tạo một cái file query mới này, mở một query đã có sẵn này. Đó, hai lệnh này nhé. Đó. Khác chúng ta bỏ qua đi nhé. Bỏ qua đi. Để tôi new một cái query này. Đó, nhưng mà đây new một query mới nhé. Đó. Thật ra thì có một lệnh nữa là chúng ta bấm vấn đề nó sẽ hiện ra, bấm đề nó sẽ hiện ra bên trái là cái mô hình, bên trái là mô hình các cái cơ sở dữ liệu hiện thời của chúng ta. Đấy, cái server hiện thời. Còn đâu còn có những cái bảng nào, đúng không nào? Tôi nhầm là quy là hán hàng, tôi nhầm là bán hàng là gọi là hán hàng nhé. Đó, tôi nhầm thôi. Rồi tôi làm thử cho tôi dùng lại là show này, show nhé, show database. Đấy. Cái này rất hay nhé. Chúng ta muốn chạy một lệnh hiện thời, chúng ta chỉ việc bấm Ctrl Enter. Đấy. Hoặc bấm cái nút này. Ở đây có hai nút nhé. Nút này là nút số 1, là nút này là nút là chạy một lệnh hiện thời. Còn cái nút này là chạy là chạy toàn bộ tất cả các lệnh của trong cái tệp này. Hay cái đó chỗ này nhé. Nhưng mà cái lệnh này rất thuận tiện là hoặc là ở đây hoặc là để đây nhé và bấm phím Ctrl Enter. Ctrl Enter. Đấy, ra ngay kết quả ra phía dưới đấy nhé. Đó. Hoặc chúng ta dùng cái lệnh này cũng được. Bây giờ tôi làm thử nhé, bây giờ tiếp cận nhé, tôi dùng lại là use, bây giờ tôi cho thầy cô xem thôi. Hiện nay tôi đã tạo sẵn trên màn hình cho máy quay của tôi, đã tạo ra 3 cơ sở dữ liệu. Một là quản lý bán hàng 1, quản lý bán hàng 2, quản lý bán hàng 3. Tôi vào thử cho thầy cô xem nhé. Bây giờ tôi use một cái quản lý bán hàng 3 chẳng hạn. Nhé. Và tôi gõ lệnh đó và tôi bấm nút này, chạy. Xong, khi lệnh này thì nó sẽ dùng rồi. Tôi sẽ gọi tiếp là show table. Đấy. Và chạy cái này, nó sẽ hiện ra cái quả ở đây nhé, đó. Tôi nắm chút nhé, ở chỗ này này, cái nút này này là cái nút là để ẩn hay hiện cái ở bên trái. Bên trái là cái là bên trái là mô tả toàn bộ cái thông tin hiện có của cái hot hiện thời, của cái server hiện thời. Chúng ta có thể ẩn đi được. Thực ra đối với người mới nên thì là có thể xem để biết, còn đối với người mà thạo rồi thì ẩn đi cho nó gọn màn hình. Rồi, tiếp theo nữa là ở đây khi chúng ta gõ lại ở phía đây nhá thì khi mình chạy nó thì kết quả nằm ở phía dưới nhá. Có cái chỗ này, cái nút này là nó cho ta hiện ra thêm một ở phía dưới nữa. Một cơ sở dưới nó sẽ mô tả là cái lệnh này chạy được hay là lỗi, ghi lỗi đây. Cũng hay. Trường hợp mà chúng ta có lệnh bị lỗi thì ở cái chỗ này nó sẽ hiện ra là lỗi gì và chúng ta có thể quan sát và điều chỉnh được. Lấy ví dụ như tôi gọi cái lệnh này, tôi gọi cái lệnh show nhưng mà tôi viết là đấy, viết show như này nhé, lỗi nhé, chạy thử này. Máy sẽ báo lỗi ngay. Đó, và máy lên để báo lỗi này, máy báo lỗi ở dưới này nhé, ghi máy báo lỗi là code error code này, ghi rõ là lỗi gì. Hay mà ta sẽ biết như vậy là mình lỗi rồi. Mình vào mình sẽ sửa ở đây. Đấy, và tôi chạy lại cái lệnh này nhé, bấm lên chạy lại cái này. Thì cái màn hình này nó hay là chúng ta có thể sửa chữa lệnh rất dễ dàng trên cái màn hình này, copy cắt dán thoải mái trên cái file đó. Chúng ta có thể ghi lại và lại mở ra thoải mái, là dùng cái lúc nào mà chạy rất đơn giản bằng lệnh Ctrl Enter hoặc bấm vào đây này, thân thiện là rất thân thiện này, thấy không nào? Được rồi, bây giờ chúng ta làm thử nhé. Bây giờ tôi làm một luôn cho các thầy cô xem nhé. Bây giờ tôi sẽ ẩn đi này, ở bên đây ẩn đi nhé. Hãy được gọn nhé. Được rồi, bây giờ tôi làm thử nhá.
Bây giờ này về tôi sẽ làm thử, tôi sẽ làm trên cái là quản lý bán hàng một nhá. Đây là cái này này. Đấy. Tôi tạo ra một cơ sở mới bán hàng một và với một cái đơn hàng này thôi nhé. Đây bây giờ tôi làm như sau. Đây tôi mới đây, tôi có thể xóa đi tồn tại từ đầu này nhé. Tôi viết dùng lệnh là create database đúng không, quản lý bán hàng nhé, bán hàng một. Đấy, được chưa, chạy nó này, chạy nhé, chạy xong rồi. Bây giờ tôi sẽ lệnh thứ hai, tôi mà use quản lý bán hàng một. Đấy, chạy thử nào. Rồi xong, tiếp theo tôi show cho nó có cái table nào chưa. Đấy, nhé. Đấy, kiểm tra nó có bảng hay chưa, có gì nhé, trống hết nhé, trống rồi. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tạo cái bảng đầu tiên này. Đấy, tạo bảng đầu tiên thì tôi sẽ không tôi chính là cái chỗ này, đây chính là cái lệnh này này, lệnh này nhé này. Đó, nhưng mà tôi sẽ không ngại có lại lắm, tôi tạo sẵn rồi, bây giờ tôi chỉ mở thôi. Bây giờ tôi sẽ open cái tệp này ra. Đây cái tệp này, đây là cái tệp mà tôi đã tạo ra sẵn rồi đây. Đấy, đây là cái tệp mà đây tạo ra cái bảng đơn hàng đúng không nào, đơn hàng nhé. Đây này, mô tả nó có trường là trường mã, đây là trường mã hóa đơn này, nó là kiểu là in này và not null này và auto increment này và tên khách hàng đây, not null, ngày mua, số tiền và khai báo cái primary key là cái HD là cái này. Đấy, bây giờ chạy thử ở đây nhé, đây từ đấy tôi bấm nó chạy. Đấy, kết quả cho xong rồi đó, kết quả bấm này thì kiểm tra kết quả là chạy chính kết quả này, xong rồi này đó. Và bây giờ tôi có thể tôi bắt đầu xem nó rồi nhé. Khi xong rồi bây giờ tôi sẽ quay lại cái này và tôi sẽ trở lại này kiểm tra show table sẽ có nhé. Tôi bấm vào đây là lệnh này. Đấy, có một cái đơn hàng rồi này. Đấy, có một cái bảng là bảng đơn hàng nhé. Đấy, nhưng mà chúng ta vừa học xong, đây chính là cái query thứ hai là tạo nhé. Bây giờ tôi nhập dữ liệu nhé, nhập thử cho các thầy cô xem nhé. Thì với cái dữ liệu mà cái cột mà tôi ghi là auto increment thì chúng ta không cần phải gõ, chúng ta phải nhập nhé. Bây giờ tôi nhập thử này, đây tôi nhập thử nhé, dùng cái lệnh là gì, là insert, chúng ta cần nhớ lại into nhé, đây chúng ta nhớ lại cái công thức, nhớ lại cái đây này, truy vấn này, select này, đây insert into nhé, tên bảng này, sau đó là gõ qua các cột này và value và các giá trị nhé. Để tôi làm thử cho tôi xem nhé, bây giờ như này, đây về cái phần của tôi đây nhé. Chưa vội, tôi muốn có lệnh nữa, lệnh là dash. Ôi giời, nó cứ bị này ra nào, dash nhé, là đơn hàng. Đây là cái lệnh để mà quan sát các cái cấu trúc của cái bảng này nhé. Đây chúng ta xem này, đơn hàng đây, đơn hàng nó có cái cột là field là HDID này, là tên khách hàng này, ngày mua, số tiền. Cái ID này là nó tự động tăng, tôi không cần nhập, tôi nhập 3, nhập tên khách hàng là một, ngày mua là 2, số tiền là 3, nhập 3 cái này thôi nhé. Tôi nhập thử cho thầy cô xem nhé, thử một lệnh này là insert into nhé, into cái gì, into cái đơn hàng được chưa. Và tôi nhập những cái gì, nhập đầu tiên là nhập cái tên khách hàng một này, phẩy, thứ hai là nhập ngày mua và cái thứ ba là nhập là số tiền, nhập ba thứ đó nhé. Đấy, sau đó tôi thao enter nhé. Ở chuyện này tôi quên thiếu chữ s thế nhé. Sau đó chúng ta tha hồ, chúng ta viết là value. Đấy, sau đó chúng ta sẽ mở ngoặc ra và gõ cái đó nhé. Tôi nhập một tên người thôi, tên khách hàng, ví dụ tôi nhập tên là Bình, là Bình là thầy cô chú ý là đối với
đối với Python thì hay dùng là dùng hai nháy để mô tả sâu, nhưng mà đối với SQL thì nên để một nháy thôi nhé. Như vậy là bình như vậy là bình là tên khách hàng, đúng tên khách hàng nhé. Ngày mua này, ngày mua như sau: ngày mua ví dụ như là 2023 gạch ngang tháng 8, ngày là 12 tháng 8 đấy, ghi như này đấy. Hoặc chúng ta có thể ghi là như này, hoặc chúng ta có thể ghi là 08 cũng được, cũng mấy cũng hiểu đấy, 08 ngày 12 nhé. Đó, sau đó là tiếp theo là số tiền là bao nhiêu đó, số tiền phẩy, số tiền như là 345.000 đóng ngoài được chấm phẩy. Đây là cái lệnh mà ta nhập là gì, chúng ta nhập một đấy thôi, nhập một cái bản ghi qua thôi. Chúng ta chạy thử này đấy, kiểm tra, bấm lên kiểm tra cho lỗi nhé, như vậy là không lỗi đấy. Bây giờ tôi xem lại này, tôi dùng bây giờ bắt đầu xem nhé. Xem này, cách hay, cách bình thường nhất chúng ta dùng lệnh select, là lệnh hay dùng nhất. Select này sao from đơn hàng, đây lệnh hay dùng nhất nhá, đơn hàng. Đấy, chạy thử cái này nhé, đây chạy thử này, bấm nó chạy thử này. Đấy, nó ra là một này, gần nhất là một này, tên là Bình này, ngày 12 tháng 8 năm 2003, và anh ta cái số tiền của anh ta đã nhập là 345.000 đó, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ tôi sẽ mở một cái query của tôi ra, và tôi sẽ nhập đúng rồi nhiều người vào cho thầy cô xem nhé. Đây bây giờ tôi mở một cái query khác này, query này là coi như là cập nhật dữ liệu cho tôi ghi sẵn đây nhỉ. Rồi cái query nó rất là lớn luôn này nhé. Query của tôi là cái này, tôi bỏ qua cái này nhé, tôi chỉ dùng cái này thôi, dùng cái lệnh là insert này. Đấy, đơn hàng này, tên khách hàng này, ngày mua và số tiền đấy nhé. Đấy, tôi sẽ nhập liền một lúc đúng người vào được cái này đó, được chưa? Bây giờ tôi sẽ cái bài này tôi sẽ để ở đây, và tôi để ở đây và tôi bấm lệnh này. Đấy, được chưa? Xong rồi đấy. Bây giờ tôi quay sang đây tôi kiểm tra. Đấy, chạy lại cái này nhé, xem nào, chạy lại cái này này. Đấy, tôi vừa nhập đúng luôn, vừa nhập một đống hàng, nhưng mà tôi vừa nhập xong một đống người rồi đấy. Đấy, như vậy đấy, một đống người nhé. Đấy, được chưa? Và bây giờ tôi bắt đầu, tôi có thể bắt đầu là tôi bắt đầu gì, tôi đã bắt đầu có thể sang cái lệnh là sang cái lệnh là gì, liên quan đến gì, liên quan nó gọi là khai thác rồi đấy nhé. Rồi là như vậy, cho học lệnh khởi tạo bảng đấy nhé. Lệnh nhập rồi, vì tôi sửa xóa nhé, tôi xóa nhé. Đây, vì tôi dùng lệnh xóa này, chúng ta xem lại cái cấu trúc của lệnh xóa nhé. Delete from table và where nhé, where condition. Đây, bây giờ tôi sẽ xóa như sau này. Có lệnh OE cũng có lệnh hay của nó đấy. Hơn trước khi xóa tôi làm lệnh này đã nhé. Rồi đây là cái, đây là lệnh select toàn bộ, nhưng mà tôi muốn là làm nhanh hơn nữa nhé. Bây giờ tôi đây tôi muốn như sau, tôi sẽ muốn là tôi chỉ liệt kê ra những người có doanh số bán, có những khách, cái đơn hàng có doanh số bán là bao nhiêu, có doanh số bán là trên 1 triệu nhé. Đây tôi select này sao from đơn hàng, xong where đúng không, where là số tiền, where số tiền lớn hơn 1 triệu. Đấy, chấm phẩy, để lệnh xong tôi bấm nó lại chạy thôi, hoặc bấm phím này, hoặc là Ctrl Enter cũng được, chạy đây, đây chúng ta ra đây nhé. Tôi sửa lại một chút cho nó tăng lên 2 triệu đi, 2 triệu nhé, chạy lại này. Còn cái này mới đẹp. Như vậy chỉ có là có 1, 2, 3, 4, 5, có 6 người là có đơn hàng, là có đơn hàng là trên 2 triệu. Thấy cô thế không? Như vậy là rất dễ dàng, dùng lệnh select from đơn hàng và where số tiền là ra ngay. Như vậy cái lệnh này, đây là lệnh là lựa chọn liệt kê ra, coi như là xuất truy xuất dữ liệu đấy, rất đơn giản. Như vậy các tôi có thấy, như vậy là nhiều khi là dùng, khi mà đã làm hơi quen rồi thì thao tác trên cái màn hình query này còn nhanh hơn, thậm chí nhanh hơn là làm form. Bây giờ chúng ta thử làm cái form để tính toán cái này trên Excel, trên ngay cả trên HD, là làm form cũng rất là phức tạp hơn, làm này rất là nhanh luôn nhé. Bây giờ thử nhé, bây giờ tôi làm khó hơn này. Bây giờ tôi tính tôi làm như sau này. Bây giờ tôi không phải là tôi select, là không phải hiện ra mà tôi đếm xem là có bao nhiêu đơn hàng có số tiền lớn 2.000 nhé. Đây, ừ,
Tôi sợ tôi không đếm, đếm đâu nhỉ, tôi sợ không đếm được. Thôi được, tôi làm thử nhé. Bây giờ tôi tính là hôm nay tôi làm, thôi được, làm chung khoa tổ nhé. Bây tôi kỳ lệnh nhà, xin lỗi. Bây tôi select này. Để select là cái này đã những select thì hiểu rồi, nhưng bây giờ tôi select cao là tôi đếm nhé. Đây là đếm này, đếm nhé. Thì riêng với cao thì để như thế này. Riêng với cao để như thế này, đếm nhé. From đơn nào. Đơn nào. Đấy. Chạy thử nhé. Nó ra là 27 này nhé. Vậy cái bài này cái đơn hàng chúng ta là có 27 đơn hàng. Bây giờ tôi để tôi kiểm tra hình như cái này chúng ta xem lại nhé. Cái mấy cái đi với cái where hay không thì hình như không được. Tôi thử nhé. Where. Tôi chưa kiểm tra cái này đâu nhé. Tôi làm bừa đấy. Hình như là không được. Where số tiền lớn hơn 2.000 triệu. À được đấy, cái này vẫn được nhé. Vẫn được đấy, hoàn toàn vẫn được nhé. Nhưng lại là select cái này này. From đơn hàng where số tiền hoàn toàn được, nhưng như lại có 6 người. Có 6 đơn hàng là lớn hơn là số tiền lớn 2 triệu. Được, hoàn toàn được nhé. Bây giờ tôi làm tiếp tục này. Bây giờ tôi đếm xem là select. Cái này thì có thể rất thoải mái nhé. Select này cao, đếm. Đếm có bao nhiêu đơn hàng. Ở trong đếm có bao nhiêu đơn hàng. Về cái tên khách hàng là gì, tên khách hàng là Hà vậy nhé. Kiểm tra xem ông Hà này có bao nhiêu đơn ở trong cái ấy nha. Tôi enter này, vào năm người đơn hàng, thấy chưa? Đó, thì như vậy có những lệnh mà rất hay như này nhé. Đó, bây giờ tôi làm tiếp tục lệnh khác nhé. Ví dụ như lệnh nhà mà cái hàm thứ hai là hàm tính tổng nhé. Để tôi select chốc là đúng cũng là hết lệnh select nhé. Lệnh sum là số tiền hàm số tiền nhé. From đơn hàng đấy, control enter này đấy. Này đây là tổng số đơn hàng này, đó được chưa? Bây giờ tôi thử làm tiếp tục là tổng đơn hàng theo từng nhé, theo từng khách hàng là được không nhé. Đây tôi là tổng đơn hàng này, OE. À, nó cứ bị OE nhé. OE tên khách hàng bằng Hà. Đấy. Lỗi. À, tôi biết nhầm nhé, chỗ này là tên khách hàng là cái này này. Đấy, nhầm nhé. Control Enter này. Đấy. Đây là cái tổng số tiền theo đơn khách hàng là Hà. Đấy, được chưa? Đấy. Thậm chí tôi có thể viết như này nhé. Đây này. Bây giờ tôi sửa cái này một tí, tôi viết là tôi thay cái tên này, cái xong số tiền này là cái tên cột nhé. Tôi viết là xong số tiền này S tôi mở ngoặc doanh số của Hà. Đấy. Thì như vậy nó thay thế cái tên cột này là cái này. Đấy, tôi chạy thử nhé, Ctrl Enter này. Đấy, nó ra là doanh số của Hà là từng này. Đấy. Như vậy khi chúng ta mô tả các cái âm dùng lệnh select cho thể có thể có cái lệnh là S ở đây thế cũng nào. Đó nhé. Đấy. Bây giờ tôi làm thêm một vài lệnh cho hay hơn nữa nhé. Bây giờ như này. Cái này hay khó hơn một chút thôi, được, tôi có làm nhé. Bây giờ tôi tính doanh số của năm 2023 nhé. Select sum số tiền from đơn hàng where cái đơn hàng của của chúng ta là nó có cái gì nhỉ? Đây này, chúng ta nó có một cái trường là trường ngày mua. Thì ngày mua nó là một cái trường, nó là kiểu nhưng mà nó có một cái hàm, nó có hàm hàm year. Chúng ta có thể làm như thế này, where year, cái hàm year
Year là ngày mua. Ngày mua bằng 2023. Đấy, thì đây chính là cái lệnh là gì? Tính tổng tất cả các đơn hàng với điều kiện là ngày mua là năm là tức là mua trong năm 2023, tức là mua trong năm 2023, doanh số của năm 2023 đúng không? Chúng ta control enter. Đây là ngày đề. Đấy. Thế như vậy các bạn thấy là như vậy chúng ta dùng lệnh select chúng ta còn làm được rất nhiều việc. Đây chính là cái việc đây chính cái việc là ta cho ta làm chính là cái việc là khai thác cơ sở dữ liệu đấy. Khai thác truy xuất các kiểu. Mà đây chỉ là cái ví dụ đơn giản, đây là chỉ có một bảng thôi. Rất nhiều lệnh giờ chúng ta, nhưng mà chúng ta có hai bảng nó sẽ phức tạp hơn, ba bảng càng phức tạp hơn nữa. Được chưa ạ? Đấy thì để xem còn lệnh nào nữa không nhá. Bây giờ để tôi kiểm tra một chút lại một lần nữa xem là vì tôi là kiểm tra lại, tôi select lại toàn bộ để chúng ta kiểm tra nhé, select lại toàn bộ from đơn hàng. Đơn hàng. Để chúng ta làm việc với một ấy thôi này. Bình, Hà, Hoa, Bình, Trần Quang, Bình, Đỗ, Hoa, Bình, Hà, tôi làm thử nhé. Bây giờ tôi làm lệnh khác hay hơn này, là lệnh là select select sum số tiền hay là cao, select cao from đơn hàng. Nhưng mà là group by. Group by là rất hay là nó sẽ nhóm lại theo từng cái nhóm một, group by tên khách hàng. Đấy, tên khách hàng. Tức là gì? Tức là với các khách hàng mà là giống nhau thì nó sẽ nhóm lại, nó đếm xem là như vậy. Bài này lên lệnh là đếm xem là các khách hàng là mỗi khách hàng là có bao nhiêu là đơn hàng. Nhưng mà viết này thì nó chỉ hiện ra cái cao thôi. Bây giờ tôi viết thêm đây tên khách hàng vào đây nữa, tức là tên khách hàng vào đây. Đấy. Nó hiện ra là tên khách hàng và cái thống kê là tên khách hàng và số lượng đơn hàng anh ta đã mua trong thời gian qua. Đấy, kết quả là Bình là 2 này, Hà là 5 này, Hoàng Bình 1, Ngọc 1. Đấy, một thấy không nào? Ta ở đây nhé. Đấy, đây là kết quả đây. Kết quả này chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể export ra Excel nhé. Đấy, copy ra bên ngoài thoải mái nhé. Đấy, rất dễ dàng nhé. Đấy, như vậy thì khách hàng đây này. Có thể viết hay hơn nữa là như thế này. Tôi có thể viết rõ hơn là tên khách hàng, xong ví ở đây là S tên khách hàng như vậy. Nó rất là rồi cao ở đây viết rằng là S số đơn hàng. Đấy. Có ngay đây rồi, gọi from nhé. Nó chạy thử này. Đấy, tên khách hàng đấy nhé, để tôi cho thầy cô phóng cho phóng to này này. Đấy. Tên khách hàng, số đơn hàng này nhé. Bảng chúng ta đã ghi rõ cả tên cột là bằng tiếng Việt rồi nhé. Đây này. Bình là 2, Hà là 5 này, chúng ta thấy con nào. Đỗ Hòa Bình là 4 này, Bùi Việt Hà là 2 này. Thế này chúng ta chưa làm chặt chẽ cái việc quản lý tên khách hàng, chứ là ở đây máy tính không hiểu được, có thể là không hiểu được. Ông Hà này là khác mà là Bùi Việt Hà này là tưởng là hai người khác nhau, ông Bình này và Đỗ Hòa Bình nó tưởng hai người khác nhau. Nên chỉ là nếu chúng ta muốn quản lý chặt chẽ hơn, chúng ta phải sang cái phương án 2 là mô tả một cái bảng là nó sâu sắc hơn. Đấy, được chưa? Chúng ta hết thời gian mất rồi. Bây giờ tôi đang nghĩ tôi làm hơn nữa, nhưng mà tôi nhanh cho các thầy cô nhé. Nhưng mà chúng ta vừa mới demo cho một trường hợp đơn giản nhất thôi, là một chúng ta tạo một cơ sở liệu có đúng một bảng thôi. Và nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta có rất nhiều phương án, rất nhiều các lệnh khác nhau, và chúng ta rất nhiều cái nhu cầu để quản lý cái cơ sở dữ liệu này. Tha hồ chúng ta liệt kê, chúng ta tính toán các cái hàm như hàm cao, hàm sum, còn cái hàm là hàm AVG là cái hàm tính trung bình đấy cơ, tính trung bình, rồi các kiểu nữa, chúng ta có thể liệt kê ra rất nhiều loại, rất nhiều cái tính toán khác nhau, rồi có thể là group by tức là nhóm lại theo từng nhóm khách hàng hay từng nhóm gì nữa, được chưa? Thì đây là cái mô hình giản nhất nhé. Còn thật ra tôi đang muốn nữa này, để tôi mô tả một chút nhé. Trong mình của tôi đã lưu sẵn rồi. Đây là trường hợp mà làm một bảng nhé, thì như thế này. Đây là cập nhật dữ liệu nhé, đây là lệnh nhập hơn nhé, đây là toàn bộ dữ liệu của bảng đó nhé, đây là dữ liệu của bảng đó này. Đây là truy vấn đơn giản này, đây cái đơn hàng này, đếm cái đơn hàng tính tổng số tiền này, đó không ạ? Nâng cao tôi vừa làm xong này. Đây trường hợp mà tôi muốn nâng cao nhé, tôi muốn quản lý khách hàng chặt chẽ hơn, tôi tạo ra hai bảng, thêm bảng là bảng khách hàng,
cái bảng này là thì bảng bên đây là bảng khách hàng, thì cái mã khách hàng là sẽ là khóa chính, có tên khách hàng, là số điện thoại, địa chỉ, tỉnh nam hay nữ. Thì sau này tôi sẽ có thể tôi sẽ liệt kê ra doanh số, tính số lượng đơn hàng theo từng khách hàng một, theo từng số điện thoại một, theo địa chỉ, tính toán gộp theo tỉnh, các loại được phức tạp hơn. Thì đối với cái bảng này là đối với cơ sở này là còn gọi quản lý bán hàng 2 này thì nó có hai bảng. Thì nó phức tạp hơn. Cái bài toán nó mở rộng ra và yêu cầu mà nhà tôi quản lý nhiều hơn, tôi phải mở rộng thành hai bảng tôi mới quản lý được. Mà tôi mở rộng cái khách hàng ra bằng cách tôi tạo thêm một cái bảng mới. Thì như vậy cái bảng gốc này chỉ có là đây là mã khách hàng, tôi liên kết với bên này. Thì liên kết đây là một nhé, đây là nhiều. Một nhiều, đây là N1. Đó. Thì đây là cái lệnh mà chúng ta, đây là cái cấu trúc của nó đây. Đấy, và đây là cái lệnh mà chúng ta khởi tạo hai cái bảng đó nhé. Đây là cái mô hình mà chúng ta hiện ra. Cái thằng Workbench hay là nó phải cho chúng ta là tạo ra cái sơ đồ này nhé. Cái thằng HD này tôi tìm mãi không thấy cái thằng HD, nó không có cái tính năng để tạo sơ đồ này. Trong cái đó cái thằng này là có tính năng tạo sơ đồ rất là hay, nhìn rất rõ ràng kết nối nhé. Đó. Đây lệnh nhà nhập vào bảng này. Bảng khách hàng này. Đây nhập dữ liệu vào bảng đơn hàng này. Đó. Dữ liệu này và chúng ta truy vấn được. Đây là trường hợp là hai bảng nhé. Còn trường hợp thứ ba là ba bảng. Chúng ta sẽ mở rộng cái bảng thêm cái vật tư nữa. Như vậy bằng cái đơn hàng này chúng ta có ngày mua này, mã khách hàng là đứng với này nhé, số tiền này, rồi là mã vật tư, rồi là số lượng, rồi đơn giá nữa. Thì sang bên này của chúng ta là chúng ta có cái kho là kho lưu cái mã khách hàng này, lưu tên vật tư này, nhóm vật tư và đơn giá. Đó, thì đây là cái bài toán nó mở rộng hơn và nó thay đầy đủ hơn và nó khó hơn. À, thì chúng ta sẽ làm cái lệnh này, tạo ra các cái bảng như thế này đúng không nào. Đây là sơ đồ của nó này, rồi nhập dữ liệu khách hàng, nhập dữ liệu vào kho vật tư, rồi là nhập dữ liệu kho vật tư, rồi nhập dữ liệu vào đơn hàng và chúng ta tính toán dữ liệu từ cơ bản đến nâng cao. Thì đây có lệnh là join phức tạp hơn, được chưa? Đó thì nhưng mà rất tiếc là hết thời hạn rồi, thì tôi cho ta tạm nghỉ nhé. Thì nếu mà còn thời gian nữa thì lúc đó tôi sẽ nói tiếp. Nhưng mà chúng ta hết thời gian rồi, nhưng mà các thầy cô thấy là qua rồi, các thầy cô thấy là chúng ta hoàn toàn có thể là thực ra cái phần mà dạy về cái phần dạy phần cái phần thực hành ấy, chúng ta hoàn toàn có thể dạy trên cái mô hình như này, dạy trực tiếp bằng SQL. Nó còn dễ hơn là dạy trên cái màn hình các giao diện khác. Đấy, thì tôi chỉ đưa ra các bạn cho thầy cô thấy thôi. Là cái SQL là ngôn ngữ rất là hay. Nó cho phép chúng ta khai thác trực tiếp cơ sở dữ liệu, chúng ta tạo cơ sở dữ liệu, mở cơ sở dữ liệu, tạo bảng, rồi ta nhập dữ liệu, rồi khai thác bằng lệnh select. Rất là hay, được chưa? Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vì không tôi không tôi thời gian của tôi chỉ đến giữa là hết, tôi không có thời gian. Thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau một buổi khác nhé. Nếu mà thầy cô muốn thì tôi sẽ có một buổi thứ hai, tôi nói thêm cái phần gọi là phần nâng cao, cái phần mà là hai bảng đấy, hai bảng hoặc là ba bảng. Và còn đối với cái bảng của sách giáo khoa, đây là bảng My Music này đấy, chúng ta cũng có thể tạo nhé. Chúng ta tạo bảng đây, các lệnh tạo bảng cho My Music này, rồi là lệnh tạo bảng nhé, lệnh nhập dữ liệu nhé, lệnh select nhé, đấy, truy vấn này. Được chưa? Rồi. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Dạ. Thầy ơi, thầy có thể chia sẻ cái bài đó được không thầy? Được. Tôi sẽ gửi cho các bạn cái slide và toàn bộ các cái file query đấy. Tôi làm sẵn query rồi mà nhá. Các thầy cô cứ mở query ra, các thầy cô chạy thôi nhá. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy nhiều. Ok, tạm biệt nhá. Dạ, cảm ơn.